Tiêu thiết trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra vậy? Một người trong đó nói, sư thúc, sư môn thần cơ diệu toán, nói không sai, quả nhiên có người ở nơi này mượn quả xích dương chu gây chuyện, theo dặn dò, bắt được một người. Tiêu thiết lập tức rời khỏi quầy, tự tay giật tấm vải đen bọc bên ngoài, lộ ra hắn tử dâu ngắn thoi thóp kia, tỉ mỉ nhìn, không quen biết. Đúng lúc này, phía ngoài tiến vào mấy tên đệ tử Lưu Tiên Tông, cũng giống như vậy khiến túi vải đen đi vào. Kẻ nói chuyện phía trước khắc một tiếng, xem ra lại bắt được một tên. Tiêu thiết tiến lên giật vải đen bọc bên ngoài ra nhìn xem, vẫn là không quen biết, phất tay về phía sau, cười lạnh nói, chia ra thẩm vấn, cạnh miệng bọn họ. Mấy người lập tức xách hai tên bị thương đi vào bên trong. Băng tuyết cát, gió tuyết phi tuy lớn, hoa tuyết rơi xuống đất nhưng cũng là lập tức hòa tan sẽ không động tuyết. Sở An Lâu bước nhanh đến, tiến vào trong một cái đình, chắp tay với hàn băng đang từ từ thưởng thức trà nói, đại tổng quản, hàn băng lạnh nhạt nói ngọn nguồn tin tức đã tìm được chưa băng tuyết các bây giờ khắp nơi đều đang nghị luận chuyện tuyết lỡ và quả xích dương chu nơi này không thể không nghe phong thanh sở an lâu đáp bắt được những người này đều nói là nghe tin đồn người giải tin tức có lẽ là sau khi giải tin không đợi có phản ứng liền lập tức rời khỏi rồi việc này rõ ràng là chuyên tâm bày kế có chuẩn bị mà đến hắn ta phụ trách khách sạn thải hồng cũng tức là phụ trách chuyện vặt trong đại hạp gốc hàn băng cười gió đột nhiên nổi lên rồi xem ra có người muốn gây sự, gan không nhỏ. Người cảm thấy việc này là nhắm vào ai mà tới. Sở An Lâu trầm ngâm nói, từ lời đồn truyền ra mà đoán, hoặc là nhằm vào Kim Châu, hoặc là nhằm vào. Nghiêu hữu đạo, lời đồn, hàn băng hừ lạnh một tiếng, không có lửa thì sao có khói tất phải có nguyên nhân, sao ta nghe thấy có vài phần đạo lý. Người cảm thấy việc này có khi nào là do Kim Châu hay Nghiêu hữu đạo làm hay không? Sở An Lâu cả kinh, hỏi, đại tổng quản, chẳng lẽ là quả xích dương chu xảy ra chuyện rồi. Hắn ta còn không biết tình hình cụ thể của đỉnh núi, hắn ta kinh doanh khách sạn phụ trách việc bên phía hàm cốc này, việc ở phía sau không liên quan đến hắn ta, khi tuyết lở kêu gọi không đến tham dự, cây xích dương chu xảy ra chuyện đã phong tỏa tin tức, cho nên hắn ta cũng không biết rõ tình hình. Hàn băng khẽ gật đầu, sở an lâu lập tức rủa thầm 18 đời tổ tông của Ngưu Hữu đạo, hối hận không nên thu tiền kia, khi thu tiền kia là cho rằng sự việc trong phạm vi khống chế của bản thân, cho rằng Ngưu Hữu Đạo trong tay mình không gây được sóng gió gì, sẽ không có chuyện gì, ai ngờ rằng thế mà lại có thể dính dáng đến chuyện này. Ngưu Hữu Đạo và Kim Châu không thể nào có gan lớn như vậy chứ. Sở An Lâu trần chờ hỏi lại, trong lòng như lại không chắc, tên xúc sinh kia gan lớn vô cùng, dám ở trước mặt hắn ta lợi dụng băng tuyết cát, còn có việc gì không dám làm chứ, không chừng thật sự có khả năng đó. Hắn ta bây giờ hối hận đến phát điên, hận không thể vào miệng mình hai cái, thế nhưng hối hận cũng không ích gì, nếu thật sự là do Ngưu Hữu Đạo làm, người ta là có âm mưu, rõ ràng không sợ hắn ta tùy tiện làm liều, 89 phần 10 có để lại đường lui, nếu hắn ta dám làm loạn, chắc chắn sẽ kéo hắn ta xuống nước chung. Hàn Băng bình tĩnh từ từ nói, không có lửa làm sao có khói, xem ra lão thân phải đích thân đích thân đi Kim Châu một chuyến. Đại gia ngươi, Sở An lâu bề ngoài vâng vâng dạ dạ, bên trong lại điên cuồng mắng Ngưu Hữu Đạo. Cũng đang âm thầm cầu nguyện, hy vọng tuyệt đối đừng có thật sự là chuyện tốt của tên khốn khiếp kia, Bằng không sợ là bị gài chết Quận Thanh Sơn, mặt trời chó trang Hắc mẫu đơn đứng ở cửa nhà tranh miệng bẩm báo Đạo ra, phí trưởng môn đến rồi Như hiểu đạo trong nhà khoanh chân Ngồi tính tọa bật hơi thu công Mở hai mắt ra, thả hai chân xuống giường Từ khi rời khỏi Thượng Thanh Tông Hắn đã rất lâu không được an tâm tu luyện như thế này Cũng đã rất lâu không có hoàn cảnh an tâm tu luyện như thế Đương nhiên, hoàn cảnh an tâm này Cũng không phải là từ trên trời rơi xuống Đều là do một tay hắn tạo ra mở cửa đi ra, nhìn thấy hắc mẫu đơn khẽ khom người hỏi thăm, cũng nhìn thấy trưởng môn lưu tiên tông phí trưởng lưu đứng chắp tay đứng bên sườn núi đưa lưng về phía sau. Nghiêu hữu đạo đi qua đó, đứng sóng vai với phí trưởng lưu bên sườn núi. Phí trưởng lưu quay đầu nhìn hắn một cái, trong lòng buồn bực, nếu không có triệu hùng ca, lưu tiên tông hắn ta ngay cả thượng thanh tông cũng không đặt vào mắt, bây giờ một kẻ bị thượng thanh tông ruồng bỏ lại có thể sóng vai với hắn ta. Kỳ thực trong lòng hắn ta hiểu rõ, nói sóng vai cũng là khách khí, Lưu Tiên Tông hiện tại phải dựa vào người ta để có có dừng chân. Thường xuyên nghĩ đến việc này, hắn ta đều âm thầm lắc đầu cho Thượng Thanh Tông, trong môn xuất hiện hào kiệt như thế vậy mà lại từ bỏ, Thượng Thanh Tông tự hủy căn cơ a. À. Ngưu Hữu Đạo từ quay đầu nhìn xem, cười nói, phí trưởng môn có việc. Phí trưởng Lưu, bên phía băng tuyết các có động tĩnh rồi. Ngưu Hữu Đạo nghiêm mặt, tình hình như thế nào? Phí trưởng Lưu, gần giống với tình hình mà ngươi nói, quả nhiên là có người gây chuyện, bên phía ta đã bắt được hai tên, có điều tin tức vẫn là ở băng tuyết các truyền ra, xem ra đối phương không chỉ vận dụng người khác tung ra lời đồn. Nghiêu Hữu đạo, đã tra rõ lai lịch hay chưa? Phí trường lưu, từng thẩm vấn qua, hai tên bắt được đều là đệ tử một môn phái nhỏ của nội cảnh nước Yến, bọn họ chỉ biết là phụng chỉ sư môn làm việc, người chủ sự cụ thể phía sau màn cũng không rõ ràng. Nghiêu Hữu đạo, bắt được hai tên sao? Phí trường lưu gật đầu, hai tên. Nghiêu Hữu đạo lạnh nhạt nói, để lại một tên dự phòng, ném một tên cho cửa hàng Đại Thiện Sơn, cứ nói ta nói việc tốt thiệu bình ba làm để bọn họ nhìn mà xử lý phí trường lưu ý tứ sâu xa nói người làm như vậy là muốn đưa thiệu bình ba vào chỗ chết ga như hữu đạo ha ha nói không thì sao y suối dục tống ra cho các ngươi đi đại tuyết sơn chặn giết ta chẳng lẽ không phải là muốn đẩy ta vào chỗ chết sao ta cần gì phải khách khí nữa vì sao ban đầu hắn muốn gọi trưởng môn đại thiện sơn hoàng liệt đến băng tuyết các đối mặt với sở an lâu chính là chờ ngày hôm nay đến tạo áp lực cho Đại Thiện Sơn. Phí trường lưu, ta chỉ muốn biết, việc tuyết lở bên phía băng tuyết các có thật sự là do ngươi làm hay không? Hắc mẫu đơn ở phía sau nghe thấy lời nhắc nhở mà lo sợ, sự việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia nàng cũng có tham dự, một khi sự việc lộ ra, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nghiêu hữu đạo nhún nhún vai, làm sao có thể? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta sẽ làm la ủy việc này sao? Phí trường lưu, người quả thật có nguyên nhân hành động ở phương diện này, hải như nguyệt bên phía này giúp một tay e rằng không phải là không có nguyên nhân nghiêu hữu đạo lắc đầu người nghĩ nhiều rồi hải như nguyệt có thể ra sức vì nguyên nhân khác không tiện nói nhiều hơn nữa cho dù ta muốn quả xích dương chu cũng chỉ có thể đường đường chính chính đi cầu xin lấy bằng không thì ai dám cho tiêu thiên trấn dùng tìm chết còn tạm được đổi lại là ngươi ngươi dám không chuyện này có đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận bằng không chỉ riêng dọa thôi cũng đủ dọa cho lưu tiên tông chạy mất rồi phí trường lưu hơi im lặng ngẫm nghĩ cũng phải, trái tim căng thẳng thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi chuyện này sẽ không để lại hậu quả gì chứ. Như Hữu Đạo cười nói, tất nhiên là trong dự liệu của ta, còn có thể có hậu quả gì. Nếu không ta đã trốn mất rồi, đâu dám an tâm ở đây tu luyện. Lúc Phí Trường Lưu chuẩn bị rời đi, Như Hiếu Đạo không quên dặn dò thêm lần nữa, Phí Trường môn, đừng quên ném một tên cho cửa hàng Đại Thiện Sơn. Chương 312, kinh động 2, sẽ không quên, Phí Trường Lưu nhấc tay xuống, không quay đầu lại rời đi, việc này khiến hắn ta rất bất an. Lúc này, hắc mẫu đơn mới đến gần, thấp giọng nói, đạo gia, sẽ không xảy ra chuyện chứ. Nàng rất rõ ràng, sự việc quả xích dương chu đích thực là do bên này làm. Như hữu đạo lạnh nhạt nói, người sợ rõ. Hắc mẫu đơn thở dài, có chút, nhưng làm cũng làm rồi, sợ cũng muộn rồi. Cười khổ, thật đúng là đùa với lửa, trước đây có nằm mơ cũng không nghĩ đến mình dám làm chuyện gan to tài trời đến thế. Nhiêu hữu đạo, bảo viên phương qua đây một chuyến hắc mẫu đơn gật đầu nhanh chóng rời đi không bao lâu sau viên phương đến y vẫn chưa biết là có chuyện gì hỏi đạo ra có dặn dò gì nghiêu hữu đạo ừ một tiếng từ từ nói thông báo lục thánh trung thời khắc quan trọng đến rồi có thể ra tay rồi ngoài ra bảo chú ý chặt chẽ bên phía bắc châu có tin tức gì lập tức báo vâng viên phương lĩnh mệnh rồi đi ngay khi viên phương rời đi không bao lâu một thân ảnh từ xa lướt tới ngang qua thủ vệ trực tiếp lướt đến phía bên này đáp xuống trên vách núi người đến không phải ai khác chính là bạch sao tuổi tác trông như không lớn nhưng tóc lại bạc trắng đôi mắt lạnh lẽo lạnh lùng nhìn như hữu đạo trầm chằm. như hữu đạo chắp tay cười nói bạch tiền bối pháp giá đích thân đến đây không biết là có chuyện gì bạch sao nghiêm nghị nói người động đến quả xích dương chu như hữu đạo vừa nghe liền hiểu hiển nhiên là động tĩnh bên phía băng tuyết các đã kinh động đến thiên ngọc môn dù sao bên phía thiên ngọc môn cũng có cửa hàng bạch giao cũng đích thực là nhận được tin khẩn cấp của sư môn đến đây để hỏi thiên ngọc môn đang đợi câu trả lời của y nói thật thiên ngọc môn có chút kinh động này phải gan to đến cỡ nào mới dám làm ra việc như vậy như hữu đạo lắc đầu phí trường lưu vừa rồi mới đến tin đồn ta cũng đã nghe thấy rồi chẳng qua không liên quan đến ta có người muốn hại ta lý do thoái thác này giống như đối phó với phí trường lưu bạch giao mang trong lòng sát khí trầm mặc ngẫm nghĩ cũng phải nên quyết định với vạn động thiên phủ cũng đã quyết định xong rồi, không cần quá lo lắng bên phía hải như nguyệt. Dưới tình huống như vậy, lại đi trộm quả xích dương chu trừ phi đầu óc có bệnh còn tạm được. Hơn nữa, đồ trên tay băng tuyết các có dễ trộm đến vậy hay không, coi băng tuyết các đều là người chết hay sao? Bác Giao trầm ngâm nói, nếu như băng tuyết các thật sự tính toán, việc này e là có chút phiền phức. Như Hữu đạo xem thường nói, lo lắng quá rồi, ta có thể ra vào quỳnh lâu ngọc vũ của băng tuyết các hiển nhiên là có nguyên do, bảo thiên ngọc môn hãy yên tâm. Bạch Giao bỗng nhiên nhìn hắn, một chút việc y cũng nghe qua, không hiểu rõ tên này rốt cuộc có quan hệ gì với băng tuyết các, có điều nói đi cũng phải nói lại, không có việc gì chính là chuyện tốt. Phải rồi, có chuyện ngược lại phải nhờ Bạch Tiền bối chuyển lời thiên ngọc môn, rượu đó, thiên ngọc môn lừa hơi độc ác, làm người ta đỏ mắt, các người ăn thịt cũng phải cho người khác một ngụm rượu. Quy tắc cung ứng không thay đổi, nhưng giá tiền chỗ này phải thêm một chút, 400 kim tệ một vò, lợi dụng ngọn gió việc băng tuyết nổi lên, như hữu đạo nhất định mở miệng tăng giá. Tăng lên gấp đôi, bạch giao lạnh lùng nói, ta không quản việc này, người tự mình tìm thiên ngọc môn bàn đi. Như hữu đạo, không cần bạch tiền bối bận tâm, chỉ là nhờ bạch tiền bối thuận tiện mang lời nói này. Nhặt nhạnh ít chi phí, một vò thiên ngọc môn kiếm được ít nhất 500 kim tệ, 10 ngàn vò, một năm chính là 500 vạn kim tệ, đã kiếm đủ nhiều rồi. Chỗ này trên dưới một đống người giúp thiên ngọc môn làm việc, muốn cho mọi người an tâm, dù sao cũng phải cho cơm ăn lợi ích không thể để cho thiên ngọc môn chiếm hết làm người không thể quá tham lam nếu như thiên ngọc môn không đáp ứng ta lập tức tìm người khác hợp tác bạch dao nhìn chằm chằm hắn hờ hững không nói sau một hồi lâu quay người nhẹ nhàng đi nghiêu hữu đạo chắp tay đưa mắt nhìn theo bên phía băng tuyết các làm ra động tĩnh lớn đến như vậy rất nhiều người đều nhìn chằm chằm nơi này nếu như có thể qua được ải băng tuyết các không đến tìm hắn gây phiền phức liền có thể mượn một phần thế lực triều đình nước yến lại càng khồn dám động đến hắn thiên ngọc môn cũng càng không dám hành động thiếu suy nghĩ ta cần thời gian nghiêu hữu đạo lẩm bẩm một mình ánh mắt xa xăm trong lòng niệm hết lần này đến lần khác phủ thứ sử kim châu trong phòng ấm hải như nguyệt và nhi tử tiêu thiên trấn đang dùng bữa ăn nhiều chút trước sau như một hải như nguyệt cầm đúa gắp thức ăn cho nhi tử một tay khác cầm khăn lông lau đi mồ hôi toát ra trên da thịt trắng nõn của mình thời tiết dần nóng lên phía bên này còn đốt thêm chậu than làm sao bà có thể không đổ mồ hôi cho được, mặc quần áo mỏng manh, vẫn là ướt một nửa. Vốn là gợi cảm tuyệt siêu tình cảnh này càng ghẹo người. Tiêu thiên chấn một ngụm lại một ngụm, hiển nhiên là không thèm ăn, sắc mặt vẫn tái nhợt không chút máu như cũ. Mùa hè mà con thích sắp đến rồi, ăn cho tốt, dưỡng tốt thân thể, mới có tinh thần ra ngoài chơi. Hải như Nguyệt đang khuyên, cửa đột nhiên ầm một tiếng, có người cậy mạnh đẩy cửa ra, dọa hai mẹ con giật nảy mình. Hai mẹ con quy đầu nhìn, chỉ thấy Lê Vô Hoa xuất hiện ở cửa, bộ mặt âm trầm, sau lưng trái phải còn có hai người đi theo, cũng đều là trưởng lão của vạn động thiên, sắc mặt cũng không dễ coi. Hải Như Nguyệt sững sờ, không ngờ đến hai trưởng lão khác cũng đến. Hai vị trưởng lão pháp giá tự mình đến, không thể đón tiếp từ xa. Lời nói được một nửa Hải Như Nguyệt phát hiện không đúng. Lê Vô Hoa dẫn ban người đi vào đây, ánh mắt từng người một nhìn chằm chằm tiêu thiên chấn, áp sát về phía tiêu thiên chấn. Bọn nha hoàn trong phòng, nguyên một đám không dám thở mạnh quản gia tiêu phủ chu thuận đứng ở cửa vẻ mặt lo lắng tiêu thiên trấn chầm chậm đứng dậy trong mắt có vẻ phẫn nộ hải như nguyệt đưa tay kéo nhi tử ra che chở ở sau lưng tâm ý hoảng loạn miến cưỡng cười vui nói ba vị trưởng lão có việc sao lê vô hoa đẩy bà lão đảo sang một bên lại vươn tay nắm lấy cổ tay tiêu thiên trấn trực tiếp thi pháp trên tay bắt mạch tiêu thiên trấn vùng vẫy một cái không cách nào tránh thoát dáng vẻ giận mà không dám nói gì lê vô hoa bắt mạch xong từ từ buông lỏng buông y ra xoay người quay đầu lắc đầu với hai vị sư huynh không có vấn đề gì ta đã nói bọn họ không có gan lớn như vậy mà hai vị trưởng lão khác cùng nhau tiến lên trên nắm lấy cổ tay trái phải của tiêu thiên trấn bắt mạch sau đó nhìn nhau một chút cũng từ từ buông tay tiêu thiên trấn ra sau đó hai người cùng nhau chắp tay về phía hải như nguyệt cười nói trưởng công chúa bất giận hiểu lầm một chút nói xong lại gật đầu với lê vô hoa sau đó cùng nhau rời khỏi Tim Hải như Nguyệt vẫn đập thình thịch như cũ, thấy dường như không sao nữa rồi, phất tay ra hiệu với Chu Thuận. Chu Thuận lập tức đi vào, dắt tay của Tiêu Thiên Trấn, đem những thẻ khác rời đi, cũng cho đám nha hoàn phục vụ mang đi. Không còn người ngoài, Hải như Nguyệt nghi ngờ không thôi nói thế nào rồi. Lê Vô Hoa nhìn bà, bên ngoài có tin đồn, nói như hữu đạo cướp quả xích dương chu của băng tuyết khác, người không nói âm mưu nào quá giới hạn với hắn chứ. Hải như Nguyệt vô cùng lo sợ, sao có thể, tin đồn há có thể tin. Cho dù bà đích thực có nói qua âm mưu với hắn, chỉ có điều việc này sao bà có thể thừa nhận, đánh chết cũng không dám nhận, băng tuyết các cũng sẽ không quan tâm nàng là trưởng công chúa thì làm sao, ngay cả người nhà hoàng đế nước Triệu cũng sẽ không đặt vào trong mắt, trưởng công chúa đối với người nhà mà nói được xem là cái gì. Mà trên thực tế Như Hữu Đạo cũng không nói là đi lấy trộm quả xích Dương Châu. Chương 313, Hàn Băng tới. Không có là tốt rồi, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không lỗ mãng đến như vậy. Mấu chốt hiện tại là bên phái băng tuyết cả đích thực xảy ra chuyện rồi. Có thiên thạch từ trên trời rơi xuống đập vào noi quả xích dương chu sinh trưởng, đồng thời tạp thành tuyết lớn lỡ. Lê Vô Hoa kể tình huống đại khái trước sau, cuối cùng cố ý nhắc nhở, phiên phức chính là, bên phía Kim Châu bên này cũng từng xuất hiện thiên thạch rơi xuống, như hữu đạo hết lần này đến lần khác lại ở giữa hai phía khi sự việc xảy ra đi băng tuyết khác, đều có dính líu với hai phía, mà ngươi vừa lúc lại liên thủ với thương Triều Tông. Hải Như Nguyệt nghe thế trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ như hiếu đạo thật sự chạy tới băng tuyết các làm ra chuyện hái trộm xích dương chu quả, đây là to gan cỡ nào mới có thể làm ra chuyện như vậy. Bà thấy hơi nghi ngờ, quả thực như hiếu đạo từng âm thầm nói với bà, muốn lấy xích dương chu quả về cho bà, sau đó đúng là đến băng tuyết các, bây giờ xích dương chu quả bên kia lại xảy ra chuyện. Có thể tưởng tượng rồi lại cảm thấy không thể nào, đầu tiên như hiếu đạo cũng không đưa xích dương chu quả về cho bà, tiếp đó là, chỉ cần như hiếu đạo không ngốc thì chắc cũng biết bà nào dám dùng xích dương chu quả trộm được từ băng tuyết các chứ? Muốn chết hay gì, là ai thả ra tiếng gió này hại người? Hải Như Nguyệt hỏi, chẳng lẽ là thiệu gia Bắc Châu? Trước đó chính là thiệu gia vạch trần chuyện xích dương chu quả muốn hại Như Hữu Đạo, bà sẽ không quên việc này. Lê Vô Hoa đáp, bất kể là ai muốn hại ai, cây ngay không sợ chết đứng, chỉ cần chúng ta bên này không có vấn đề, thì sẽ không hại được lên đầu chúng ta, đang khi nói chuyện ánh mắt rơi vào lớp quần áo mỏng tăng ướt đẫm mồ hôi trên người hải như nguyệt da thịt trắng nõn đầy mồ hôi mịn thân hình uyển chuyển như ẩn như hiện đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ trêu người này của hải như nguyệt hô hấp của ông ta dần có mấy phần khác thường hải như nguyệt cũng nhận ra không đúng thấy ông ta còn có tâm tư này biết sẽ không có chuyện gì cũng xem như thở phào nhẹ nhõm vừa rồi hại bà căng thẳng muốn chết liếc nhìn lê vô hoa một cái quay đầu xoay người bỏ đi lê vô hoa vòng tay ôm lấy bà kéo bà trở về, đè bà lên trên chiếc bàn dài bên cạnh. Nghe tiếng động khác thường trong phòng, hai nha hoàn cúi đầu đứng ở cửa ra vào đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt xoay người, giơ tay đóng cửa phòng trong lại, tránh để người nhìn thấy màn bất nhã bên trong. Thật ra có một số việc đối với một vài người ít ỏi trong phủ mà nói, đã là bí mật công khai, không cảm thấy kinh ngạc, đều biết trưởng công chúa điện hạ hơi lung tung lộn xộn ở phương diện này. Chỉ là chẳng ai dám khua môi múa mép ăn nói lung tung về việc này đã có vài tên người hầu không hiểu quy củ giống vậy bị đánh chết tươi. Nói đi thì phải nói lại, một nữ nhân xinh đẹp như hoa, áo cơm không lo có rất nhiều khả năng không thể thủ tiết. Nhưng đúng lúc này, trong phủ truyền đến một tiếng quát chói tai, ai đấy? Hai người trong phòng quần áo nửa hở, ánh xuân nửa tiết quấn quyết lấy nhau giật mình, vội vàng đứng dậy tách ra, không có nhã hứng nữa, nhanh chóng sửa sang lại trang phục. Lê Vô Hoa là người đầu tiên mở cửa lao ra ngoài, chỉ thấy trên vài mái hiên bên ngoài đã đứng mấy tên đệ tử của Vạn động Thiên phủ, đang ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Lê Vô Hoa Lách mình bay lên nóc nhà, thì thấy trên không của phủ thứ sử có ba con phi cầm to khỏe đang bay múa lượn vòng xung quanh, trên mỗi con phi cầm đều đứng hai người. Loại phi cầm này, động một cái phải mất hơn ngàn vạn kim tệ, huống chi một lần xuất hiện ba con, mà nhìn dáng vẻ hữu thần khôi ngô của ba con phi cầm kia, hình như còn không phải là phi cầm bình thường. Ai đây? Tất cả đệ tử của Vạn động Thiên phủ trong phủ đồng loạt lộ diện sợ hãi không ngừng thắc mắc, đầu tiên suy đoán có phải người trong hoàng cung kinh thành Triệu Quốc hay không. Trận thế của người đến làm cho người bên này thình lình không dám làm sằng làm bậy. Hình như ba con phi cầm đang tìm nơi đặt chân, từ từ bay xuống vườn hoa bên dưới. Đệ tử Vạn động Thiên phủ trên nóc nhà, một phần tiếp tục ở lại canh giữ, đề phòng có người nhân lúc vắng vẻ xông vào, một phần giống như lê vô hoa nhanh chóng phi thân bay về phía vườn hoa. Cả đám người vào đến trong hoa viên, thì thấy người trên phi cầm cũng đã nhảy xuống dưới. Một phụ nhân tóc mai điểm bạc mặc áo xám từ từ dạo bước trong hoa viên, sau lưng đi theo một nữ bốn nam. Trông thần thái của phụ nhân áo xám rất bình thản, nhưng ẩn ý không coi ai ra giấu trong mắt lại rất rõ ràng, dáng vẻ căn bản không xem tất cả đệ tử của vạn động thiên phủ xung quanh ra gì, giống như đây chính là vườn hoa của nhà bà ta vậy, dáng vẻ đi tham thú một chút không ai có thể quản được. Chẳng những là phụ nhân áo xám này, mà ngay cả mấy người đi theo phía sau bà ta rõ ràng cũng là dáng vẻ không xem người ở đây ra gì Lê Vô Hoa cảnh giác cao độ, tiến lên thử mở miệng thăm dò, xin hỏi người đến là ai Phụ nhân áo xám đi đến trước một khóm hoa, đỡ nhánh ngắm hoa, cũng không quay đầu lại, hướng hờ khẽ đáp, băng tuyết cát, hàn băng Hàn băng, đã nghe danh từ lâu, chưa từng được gặp mặt, Lê Vô Hoa hít sâu một hơi, đại tổng quản của băng tuyết cát đích thân tới còn nữ tử đứng sau lưng hàn băng lại trực tiếp để lộ một tấm lệnh bài băng tuyết các ống ánh sáng long lanh trước mặt ông ta để chứng minh thân phận. Chẳng trách thanh thế lớn như vậy, khí thế nhìn chằm chằm của đệ tử vạn động thiên phủ xung quanh bỗng chốc hóa thành hư không. Khí thế trưởng lão của Lê Vô Hoa cũng đột nhiên biến mất, gương mặt đầy thấp thỏm bất an, bước nhanh về phía trước chắp tay khom mình hành lễ, trưởng lão Lê Vô Hoa của vạn động thiên phủ, bái kiến đại tổng quản. Đúng lúc này, Hải Như Nguyệt cũng dẫn theo đám người chu thuận vội vàng chạy tới, nhìn thấy tình huống phía trước. Một đám người đột nhiên lộn xộn xông tới, Lê Vô Hoa bận rộn vội vã nháy mắt với Hải Như Nguyệt, ra hiệu không được vô lễ. Hải Như Nguyệt nhìn thấy ba con phi cầm Hiếu thần khôi ngô kia, lại thấy Lê Vô Hoa bình thường vinh váo đắc ý bỗng trở nên ngoan như cháu nội, lập tức ý thức được người tới không đơn giản, đưa tay ra hiệu một cái, cả đám người đều dừng bước nhìn xem. Vạn động thiên phủ, Hàn Băng tự lẩm bẩm thì thầm một tiếng, khẽ gật đầu, thả tay ra khỏi nhánh cây nhỏ, hỏi, người đương ra làm chủ phủ thứ sử này có ở đây không? Lê Vô Hoa lập tức bước nhanh đến trước mặt Hải Như Nguyệt, thấp giọng thông báo thân phận của người tới. Hải Như Nguyệt giật mình, nơm nớp lo sợ tiến lên hành lễ, vị vong nhân Kim Châu Hải Như Nguyệt bái kiến đại tổng quản. Dáng vẻ của Hàn Băng như có điều suy nghĩ, từ từ quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hải Như Nguyệt từ trên xuống dưới một lần, hay cho một giai nhân quyến rũ, người chính là trưởng công chúa Triệu Quốc Hải Như Nguyệt. Hải Như Nguyệt hơi nửa ngồi, đúng vậy. Hàn Băng nhìn Hải Như Nguyệt thật kỹ, gật đầu vuốt cằm, chúng ta cũng không phải lần đầu gặp mặt. Lê Vô Hoa kinh ngạc, hai người từng gặp nhau, ông ta cũng không nhận ra, sao chưa nghe Hải Như Nguyệt nhắc tới bao giờ. Hải Như Nguyệt gật đầu, từng nghe Mẫu hậu nhắc tới, lúc ấy Như Nguyệt vẫn còn nhỏ. Đúng vậy, Hàn Băng đột nhiên xúc động nói, nhìn thấy ngươi, mới biết mình đã già rồi. Chắc là hơn 30 năm trước, phụ thân ngươi vừa mới đăng cơ làm vua, lúc ta theo chủ nhân đến hoàng cung Triệu Quốc. Người đi theo bên cạnh cha mẹ ngươi, khi đó có lẽ ngươi chỉ mới cao bằng chừng này. Đưa tay ước lượng chiều cao ở vị trí eo, chỉ chớp mắt đã lớn vậy rồi. Năm đó vừa nhìn thì biết ngay là thứ mỹ nhân bại hoại, quả nhiên rất xinh đẹp. Giờ Lê Vô Hoa mới hiểu được cái gọi là quen biết là xảy ra chuyện gì. Hải Như Nguyệt vội nói, ở trước mặt đại tổng quản chỉ là rong chi tục phấn. Hàn Băng, nghe nói người có con, sức khỏe con ngươi không được tốt lắm. Chương 314, lễ nặng 1 trong lòng lê vô hoa và hải như nguyệt đều thấy hơi hồi hộp quả nhiên là tới vì chuyện xích dương chu quả ai nấy đều lo sợ bất an trong lòng hải như nguyệt vô cùng thấp thỏm không yên trả lời dạ đứa nhỏ vẫn luôn đau ốm liên miên hàn băng cho ta gặp nó được không dạ hải như nguyệt nào dám chối từ vội vàng phất tay ra hiệu ý bảo chu thuận dẫn người tới chu thuận vội vàng rời đi hải như nguyệt lại mời hàn băng đi dùng trà hàn băng khoát tay áo không hứng thú Bắt đầu dạo bước ở trong hoa viên, đám người Hải Như Nguyệt Đành phải im lặng đi theo bên cạnh làm bạn, trong lòng thừa nhận áp lực rất lớn. Dù biết đối phương vì cái gì mà đến, cũng biết trên người Tiêu Thiên Chấn không có vấn đề gì, nhưng chẳng ai biết Băng Tuyết Các sẽ làm ra quyết định gì. Không bao lâu sau, Tiêu Thiên Chấn trời ấm còn mặc trang phục thật dày được đưa đến hành lễ ra mắt. Nhìn gương mặt thiếu niên trước mắt tái nhợt không có chút máu như vậy, vừa nhìn thì biết ngay là con ma bệnh khốn khổ đã lâu. Là con trai của ngươi à? hàn băng ý vị thâm trường hỏi một câu bên này hiểu ý của bà ta đừng đưa người giả đến lừa gạt ta hải như nguyệt vội đáp chính là khuyển tử trong thành có rất nhiều người đã từng gặp qua hàn băng gật đầu cảm thấy những người này sẽ không dám lấy chuyện này ra vờ vịt với mình vươn tay ra với tiêu thiên trấn vẻ mặt hiền hòa cười tủm tỉm nói con trai đến đây đưa tay cho ta tiêu thiên trấn đã được chu thuận dặn dò biết người đến là người mà toàn bộ triệu quốc đều không chọc nổi ngậm miệng, ngoan ngoãn đưa cổ tay ra Hàn Băng bắt lấy cổ tay của Tiêu Thiên Trấn bắt mạch, nhắm hai mắt yên lặng một lúc, cuối cùng mở mắt khẽ buông tiếng thở dài, buông tay ra, thương hại sờ lên đầu Tiêu Thiên Trấn, khổ cho đứa nhỏ này. Quay đầu lại nói với Hải Như Nguyệt, nhà đầu nhà ngươi cũng không dễ dàng. Bờ môi Hải Như Nguyệt căng cứng, cũng bởi vì câu nói này, bà xém chút đã bật khóc, cố nén, nhưng hốc mắt cũng đỏ lên. Thấy Hải Như Nguyệt như vậy, Hàn Băng hơi trầm ngâm, dường như suy tư làm ra quyết định gì thở dài, thời gian trôi qua hơn 30 năm mới có thể gặp lại, chúng ta cũng coi như hữu duyên, có một số việc ta không làm chủ được, cũng không tiện can thiệp lung tung, chẳng qua có vài chuyện nhỏ không ảnh hưởng toàn cục thỉnh thoảng tiết lộ cũng không có gì. Nhà đầu à, nếu người bằng lòng bỏ xuống một vài thứ, nếu chấp nhận mang theo con trai ngươi trở lại kinh thành sống cuộc sống an phận thủ thường, ta có thể chào hỏi giúp ngươi, chắc hẳn sẽ không ai dám quấy nhiễu thanh tịnh của ngươi đâu. Lê Vô Hoa lập tức liếc mắt nhìn Hải Như Nguyệt, nếu nữ nhân này thực sự trở về kinh thành, chỉ sợ quan hệ của hai người sẽ đứt đoạn. Quản gia Chu Thuận của Tiêu gia cũng nhìn Hải Như Nguyệt, không biết bà sẽ quyết định thế nào. Hải Như Nguyệt cắn môi, trong lúc nhất thời thấy hơi động tâm, nhưng vẫn xoắn suýt. Bà hiểu rõ ý của Hàn Băng, trước kia bà lo lắng từ bỏ quyền lực trở về kinh thành sẽ có rắc rối, chỉ khi nào vị đại tổng quản này mở miệng, những thứ rắc rối kia mới sẽ không tồn tại. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, bà không muốn từ bỏ quyền lực trong tay, bà đã chịu đủ mùi vị bị người xếp đặt khi không có quyền lực, Giống như một món hàng bị người ta tùy ý tặng tới tặng lui, cũng từng được hưởng mùi vị quyền lực trong tay. Hay thật, kêu bà đem quyền lực chắp tay nhường cho người. Chuyện tương lai không ai nói rõ được, người ta một câu có thể đảm bảo tạm thời, nhưng có thể bảo đảm cả một đời ư? Bây giờ dễ dàng từ bỏ quyền lực, tương lai gặp phải khó khăn muốn lấy lại quyền lực sẽ rất gian nan, không có chuyện nào là thuận buồm xuôi gió. Dù sao gia nghiệp của Tiêu gia cũng ở chỗ này, gà cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó là phúc ta hưởng, là tội ta chịu. Hải Như Nguyệt cúi đầu đáp một tiếng, nhã nhận từ chối một khắc cuối cùng có thể thay đổi vận mệnh, uyển chuyển từ chối ý tốt của Hàn Băng. Hàn Băng ý vị thâm trường đưa mắt nhìn Hải Như Nguyệt một cái, tiếp đó khẽ gật đầu, không có miễn cưỡng, xoay tay lại sờ lên đầu tiêu thiên chấn, được rồi, đến nơi đây, cố nhân đã gặp rồi, cũng nên đi. Dứt lời xoay người bỏ đi, Hải Như Nguyệt bận rộn bước nhanh đuổi theo, sao đại tổng quản lại vội vàng như thế, hãy cho Như Nguyệt một cơ hội tận tình hiếu kính. Hàn băng đưa tay ngắt lời, không cần làm phiền, ta ở chỗ này, các người cũng không được tự nhiên. Nói đến là đến, nói đi là đi, ba con phi cầm to khỏe vỗ cánh bay lên không, chở sáu người lướt về phía chân trời. Đưa mắt nhìn theo, hải như nguyệt mờ mịt, vẻ mặt buồn bã mất mát. Chu Thuận im lặng dắt tay tiêu thiên chấn, lặng lẽ đưa thằng bé rời khỏi. Ba sư huynh đệ Lê Vô Hoa nhìn nhau, đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, hình như chuyện đã trôi qua rồi, có lẽ sẽ không sao. Lộp bộp, trong tường viện vang lên tiếng đồ vật rơi xuống, trong phòng đào Yến Nhi đang dựa bản nâng bút viết ra từng hàng chữ xinh đẹp ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Thánh Trung đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Thấy hắn ta không có phản ứng, đào Yến Nhi để bút xuống, đứng dậy rời khỏi bàn dài, đi tới trong nội viện, bước đến nhặt lên một cục giấy. Đây không phải lần đầu nàng nhặt được cục giấy vo tròn tương tự thế này. Nàng không mở nó ra, mà trở vào phòng, đi đến cạnh Lục Thánh Trung, đưa cục giấy ra, dịu dàng khẽ nói ca. Lục Thánh Trung mở mắt, nhận lấy cục giấy, mở ra, đặt cục đá gói trong giấy qua một bên. Biết những lúc thế này không phải thời điểm mình nên có mặt, Đào Yến Nhi xoay người chậm rãi bỏ đi, tránh vào trong nội viện. Ở trong viện tới tới lui lui, nàng không biết Lục Thánh Trung làm cái gì, cũng không biết Lục Thánh Trung muốn làm gì, nhưng đối với một nữ tử thông minh có thể thông hiểu cầm kỳ thư họa như nàng mà nói, từ những hành vi mờ ám bí ẩn của Lục Thánh Trung cũng có thể ý thức được sóng ngầm mãnh liệt dưới cơn bình tĩnh đi qua đi lại một hồi, hai tay nàng khoác lên phần bụng, ngẩng khuôn mặt đẹp như vẽ kia lên, nhìn về phía bầu trời sáng sủa, trên trời xanh có chim chóc bay lượt, là vui vẻ tự do như vậy, khiến cho người ta hướng tới. Trong phòng lục thánh chung quanh quần một chỗ, ngắm nghía bức mật thư trong tay, đi tới cạnh bàn dài ngồi xuống, ánh mắt chuyển động, rơi vào trang giấy đầy dòng chữ viết xinh đẹp trên bàn, hơi đánh giá chữ viết ấy một lần, là một bài thơ mang theo ý cảnh đi xa. Chữ viết trông rất đẹp, khiến lục thánh trung thấy hơi xúc động, chỉ sợ tiểu thư khuê các bình thường đều không có bản lĩnh này, đám thanh lâu kia vì kiếm tiền, có thể nói là vô cùng bỏ công bỏ sức đối với mấy linh nhân thượng đẳng này. Trang giấy với đầy dòng chữ xinh đẹp bị hắn ta để lộ ở một bên, nâng bút dịch ra nội dung trong bức mật thư vừa nhận được. Sau khi xét duyệt, lưu vào trong trí nhớ nội dung chỉ thị của bức mật thư, bật mùi lửa, bỏ mật thư và nội dung dịch ra vào cùng một chỗ rồi thiêu hủy ở trong đồ rửa bút, sau đó quát lên, Yến Nhi. Đào Yến Nhi ở ngoài phòng đi vào, đứng bên cạnh bàn dài nhìn hắn ta. Lục Thánh Trung hơi im lặng một lúc, hỏi, hôm nay Võ Thiên Nam có đến không? Đào Yến Nhi đáp, chắc là sẽ đến, nói hôm nay luận bàn kỳ nghệ. Chỗ này vừa nói dứt câu, trong viện bên ngoài đã chuyển đến tiếng đập cửa, cũng có giọng của Võ Thiên Nam, Đào Huynh. Hai, Huynh muội nhìn nhau, thật đúng là nói đến là đến. Lục Thánh Trung khẽ giờ cầm chỉ vào đống cho tàn trong đồ rửa bút, sau đó đứng dậy bỏ đi, lúc đi ra cửa mở miệng đáp lời, đến ngay. Đào Yến Nhi vội vàng bưng đồ rửa bút đi dọn dẹp. Cửa viện mở ra, gương mặt Phó thiên nam tươi cười trong tay cầm hộp cơm nhỏ, vui tươi hớn hở nói, Đào Huynh. Lên tiếng chào hỏi với Lục Thánh Trung, sau đó lập tức vào cửa, hiển nhiên đã rất quen thuộc lẫn nhau rồi. Lục Thánh Trung đóng cửa quay đầu lại hỏi, trên tay Huynh sách gì vậy? mười 315, lễ nặng hai. Phó Thiên Nam dơ dơ hộp cơm, rượu và món ngon của bát bảo chai sắp đến giờ cơm, miễn cho Yến Nhi muội tử phải động thủ, Lục Thánh Trung, đừng khách sáo như vậy. Võ Thiên Nam, là đào huynh quá khách sáo, mọi người đều là bà con đồng hương. Lục Thánh Trung cười ha ha, lắc đầu, không tiếp tục nói gì nữa. Hai người vào phòng, thấy đào Yến Nhi đang đoan trang ngồi viết chữ, dịu dàng văn nhã, làm Võ Thiên Nam nhìn đến ngây dại, đợi đào Yến Nhi ngẩng đầu nhìn lên, bỗng cười ha ha nói, muội tử đang dụng công luyện chữ ư. Đào Yến Nhi để bút xuống, đứng dậy hành lễ, Võ Huynh. Võ Thiên Nam buông hộp cơm xuống, đến gần nhìn chữ viết trên bàn một cái vỗ tay khen tài văn chương của yến nhi muội thật giỏi quá đào yến nhi căng thẳng ngượng ngùng đáp võ huynh quá khen rồi học đòi văn vẻ thôi không so được với tài học của võ huynh cũng không phải nịnh nọt gì quả thực tài văn chương rất tốt muội nhìn chữ viết này xem võ thiên nam chỉ vào chữ viết trên giấy liên tục lắc đầu ta còn cảm thấy không bằng này lục thánh trung thở dài các người đừng khen tới khen lui nữa yến nhi Thiên Nam mang theo chút thức ăn đến, bày ra đi. Đào Yến Nhi hơi cúi thấp người với võ Thiên Nam, xoay người đi bận rộn. Chỉ chốc lát sau, chén dĩa rượu thịt đã được dọn sẵn lên bàn. Trên bàn, sau khi ba người nâng chén hơi kính lẫn nhau, Lục Thánh Trung chợt mở miệng hỏi, võ huynh, sao thấy huynh thường ở phủ thành Bắc Châu, chẳng lẽ không cần về Bình Xuyên ư? Võ Thiên Nam hơi giật mình, từ từ để ly rượu xuống, lắc đầu buông tiếng thở dài, ở trước mặt Đào Huynh và Yến Nhi muội muội ta không tiện nói dối, có lẽ các người cũng biết tình huống ở Bắc Châu, tình huống hơi đặc biệt, từ sau khi Yến quốc tan tành rồi, Yến quốc bên kia không quản được, bên Hàn Quốc thì không dám ép buộc quá mức, cho nên người ngoài mặt thật sự có thể làm chủ mảnh đất này ở ngay trong phủ thành Bắc Châu đây. Ta thường xuyên hoạt động trong phủ thành này, cũng là vì muốn nhờ quan hệ tìm được công việc thích hợp để làm. Lục Thánh Trung à một tiếng, lệnh phụ chính là huyện thừa, chẳng lẽ còn không thể sắp xếp việc làm tốt cho huynh trong huyện Bình Xuyên sao? Phó Thiên Nam, huyện Bình Xuyên chỉ là mảnh đất nghèo, cho dù có việc tốt cần làm thì có thể tốt đến đâu? Chí của ta không ở tại Bình Xuyên này, mà muốn tiến dần từng bước ở nội thành Bắc Châu. Dáng vẻ tồn tại ý chí bay cao bay xa, liếc mắt cẩn thận nhìn phản ứng của Đào Yến Nhi. Lục Thánh Trung hơi gật đầu, thì ra là thế, đương gia làm chủ Bắc Châu, người người đều biết là Thiệu gia, phụ thân huynh tốt xấu gì cũng là huyện thừa, sao không nhờ phụ thân huynh đi cầu kiến Thiệu đăng Vân? Phó Thiên Nam lập tức cười khổ, huyện thừa là quan lớn ở huyện Bình Xuyên. Nhưng ở phủ thành Bắc Châu này lại không tính là cái gì, Châu Mục Bắc Châu không phải phụ thân ta muốn gặp là có thể gặp được. Nói đến đây, hình như Sở huynh muội đối phương coi thường mình, lại ngẩng đầu ưỡn ngực nói, có điều ta đã tìm ra cách, dựa vào quan hệ với công tử Châu Mục, đợi một thời gian ắt sẽ có kết quả. Lục Thánh Trung đang muốn dẫn câu chuyện đi theo hướng này, không ngờ Võ Thiên Nam lại tự mình nói ra, ngược lại tiết kiệm thời gian cho hắn ta đỡ phải quanh co lòng vòng, nhàn nhạt hỏi, nghe nói Thiệu Đăng Vân có ba vị công tử không biết con đường của võ huynh là định dựa vào vị công tử nào. Võ Thiên Nam đáp, nhị công tử và tam công tử. Lục Thánh Trung ậm ừ, sao ta nghe nói đại công tử Thiệu Bình Ba mới là nhân vật thực quyền ở Bắc Châu kia mà. Võ Thiên Nam hơi xấu hổ, ngược lại gã từng muốn leo lên Thiệu Bình Ba, thế nhưng không thể leo lên được, người ta căn bản không xem gã ra gì, giải thích đại công tử bận quá, tạm thời còn vô duyên gặp mặt, đợi có cơ hội thích hợp, tự nhiên sẽ đến cậy nhờ. Không ổn. Lục Thánh Trung khẽ lắc đầu một tiếng, Võ Thiên Nam kinh ngạc, lời này của Đào Huynh giải thích thế nào? Lục Thánh Trung nói, có thể thiệu bình ba sắp gặp đại nạn lâm đầu, ta khuyên Võ Huynh vẫn nên đừng chọc hỏa lên người thì tốt hơn, tốt nhất là nên cách xa hắn ta ra. Võ Thiên Nam càng tỏ ra kinh ngạc hơn, cớ chi Đào Huynh lại nói như vậy. Hình như Lục Thánh Trung hơi do dự, dám vẻ không biết có nên nói hay không, cuối cùng nói, theo lý thuyết, có mấy lời ta không nên nói, có điều đã làm bạn với Võ Huynh đây, lại là đồng hương, ta không ngại báo cho võ huynh biết một hai, chỉ là việc này xuất phát từ miệng của ta, vào tới tai huynh, nghe rồi thôi, huynh không được nói cho ai biết là ta nói, ta không muốn gây rắc rối gì, nếu không huynh muội ta chỉ có thể bỏ đi xa, sẽ không gặp lại võ huynh nữa. Chẳng lẽ đào huynh cho rằng ta là người lắm miệng ư? Võ Thiên Nam đưa mắt nhìn đào Yến Nhi, vỗ ngực bảo đảm, đào huynh cứ nói đừng ngại, tuyệt đối sẽ không liên lụy đào huynh đâu. Đào Yến Nhi khẽ đưa mắt nước nhìn Lục Thánh Trung, không biết hắn ta muốn làm gì. Lục Thánh Trung hơi do dự một lúc, chậm rãi nói: tuy ta không rõ chuyện ở Bắc Châu lắm, có điều chuyện trong giới tu hành thì ta có thể biết được một hai. Trước đó có bài Đồng giao vương Bắc Châu, không biết phó huynh từng nghe thấy chưa?" Phó Thiên Nam liên tục gật đầu trả lời: "Đương nhiên từng nghe rồi, việc này rõ ràng là nhằm vào đại công tử mà, chỉ là mọi người chỉ dám xì sầm trong bóng tối, không dám bàn tán công khai thôi, chẳng lẽ có liên quan gì đến việc này à?" Lục Thánh Trung gật đầu, hỏi tiếp, vậy võ huynh từng nghe nói đến trưởng môn của Thượng Thanh Tông Đường Nhi bao giờ chưa? Võ Thiên Nam cười khà khà, nhưng hình như lại chợt cảm thấy mình quá hèn mọn ở trước mặt Đào Yến Nhi, thu hồi dáng vẻ tươi cười ấy lại, gật đầu đáp từng nghe rồi, nghe nói đại công tử yêu thích vị trưởng môn này, từng nhiều lần tỏ tình. Lục Thánh Trung, vấn đề nằm ở chỗ này, Đường Nhi này là phụ nữ đã có chồng, chồng cô ta tên là Ngưu Hữu Đạo, cũng là người trong giới tu hành. Chính là Pháp Sư Tùy Tùng bên cạnh Dung Bình Quận Vương của Yến Quốc cũng là người tài ba, mối hận cướp vợ há có thể là việc nhỏ. Chỉ bởi vì việc này, Nưu Hữu Đạo và Thiệu Bình Ba giao tranh, lời đồn kia chính là xuất phát từ Nưu Hữu Đạo, sau đó Thiệu Bình Ba phản kích, vận dụng nhân thủ đến Băng Tuyết Các trên núi Đại Tuyết ám sát Nưu Hữu Đạo. Thuật lại tất cả sắp đặt và gần như sự thật chuyện xảy ra ở Băng Tuyết Các, Phó Thiên Nam nghe đến trợn mắt há hốc mồm, tâm thần sảng khoái, bình thường nào có cơ hội nghe được loại chuyện này, Băng Tuyết Các với gã mà nói trời cao đất xa, gần như có thể xem như nơi thần tiên tụ tập. Đào Yến nhi lặng im không nói, tâm tình lại vô cùng phức tạp, có một loại cảm giác cảm thấy sự thật được phơi bày. Vẫn luôn không biết rõ Lục Thánh Trung muốn làm chuyện gì, nàng ý thức được hôm nay Lục Thánh Trung cuối cùng cũng lộ ra gương mặt thật dữ tợn. Rời khỏi đó, Thong thả dạo bước trên đường Võ Thiên Nam lo được lo mất, gã biết cơ hội to lớn đang bày ra ở trước mặt gã, thế nhưng phải tham dự vào loại chuyện này làm gã thấy hơi sợ hãi. Do dự mãi, Võ Thiên Nam nắm chặt hai tay thành quyền, hình như đã hạ quyết tâm nhanh chân bỏ đi bên ngoài phủ thứ sử ở bắc châu võ thiên nam chờ khá lâu một người từ bên trong bước ra chào hỏi một tiếng người gác cổng mới cho phép gã tiến vào ở một góc đầu đường sau khi lục thánh chung một đường âm thầm theo dõi tận mắt nhìn thấy khóe miệng vểnh lên chuẩn bị dùng điều kiện gả đào yến nhi để dẫn dụ thuyết phục võ thiên nam xem ra không cần dùng tới nữa ra hỏa võ thiên nam này còn thức thời hơn so với trong tưởng tượng của hắn ta Lục Thánh Trung nhanh chóng xoay người bỏ đi, đi vào một tử lâu trên đường cái, mua một vò rượu, một tờ giấy gấp nhỏ, nhân lúc người ta không chú ý nhét vào trong tay một tên tiểu nhị, sau đó xách rượu nhanh chân bỏ đi. Lúc về đến cửa nhà, mang về một chiếc xe ngựa. mười 316 tận dụng thời cơ, nhảy xuống xe ngựa, đẩy cửa đi vào, trực tiếp vào trong phòng ngủ, đi đến bên cạnh đào Yến Nhi im lặng nằm trên giường, chỉ ngón tay tới, giải huyệt đạo trên người nàng, lạnh nhạt nói với đào Yến Nhi vừa mới bỏ dậy đi thôi. Chờ một lát, hai huynh muội ra cửa, Đào Yến Nhi chui vào trong xe ngựa, Lục Thánh Trung đánh xe rời đi, một đường ra khỏi thành. Phủ thứ sử, Võ Thiên Nam ngồi trong phòng khách chờ rất lâu, mới nhìn thấy hai huynh đệ thiệu vô ba và thiệu phục ba thong thả đi vào. Ánh mắt hai huynh đệ nhìn về phía Võ Thiên Nam hơi ghét bỏ, cảm thấy ra hỏa này thật không biết thức thời, quen biết thì quen biết, nhưng phủ thứ sử là nơi người có thể tùy tiện tới lui ư. Nếu không phải nghe nói có lễ nặng dâng lên, hai huynh đệ bọn họ căn bản sẽ không để cho gã vào phủ nhị công tử tam công tử võ thiên nam vội vã cúi đầu khom lưng hành lễ hai huynh đệ ngồi xuống trong phòng khách thiệu vô ba không lên tiếng thiệu phục ba thì nhíu mày nói không phải nói có lễ nặng à lễ nặng ở đâu võ thiên nam nhìn người hầu ngoài cửa một cái do dự nói lễ nặng không thể xem thường có phải hai vị công tử nên hay không lúc này thiệu phục ba mới không kiên nhẫn phất phất tay sau khi vẫy lui người hầu hỏi giờ có thể lấy ra chưa võ thiên nam cười lấy lòng lại lén lén lút lút quan sát xung quanh sau đó đi đến bên cạnh bàn trà ngồi xổm xuống song song trước mặt hai huynh đệ cúi đầu nhỏ giọng thì thầm giữa hai người đối với hành động lén lén lút lút này của gã vốn làm hai huynh đệ chán ghét đến nhíu mày nhưng biểu cảm trên mặt bọn họ bỗng dần thay đổi từ từ lộ vẻ nặng nề tiếp đó từng ánh mắt trở nên lập lòe không yên đợi võ thiên nam dứt lời ngồi dậy hai huynh đệ một người vỗ bàn đứng dậy một người thì chậm rãi đứng lên, hai mắt đều tỏa sáng. Lão đại đang lợi dụng băng tuyết các, trưởng môn hoàng liệt của đại thiền sơn còn đứng ra bảo đảm. Nếu việc này bị vạch trần, đừng nói băng tuyết các, chỉ sợ đại thiền sơn sẽ là người đầu tiên muốn giết chết lão đại để phủi sạch quan hệ. Lão nhị thiệu vô ba nãy giờ không lên tiếng bỗng mở miệng, thấp giọng nặng nề hỏi chuyện này là thật. Phó thiên nam cẩn thận khiêm nhường đáp, hai vị công tử, xem như ta có một vạn lá gan cũng không dám lừa hai vị công tử đâu. Thiệu Phục Ba vẫn liên tục quan sát xung quanh như trước, thấp giọng hỏi, sao ngươi lại biết được tin tức này? Phó Thiên Nam trả lời, ta có người đồng hương ở huyện Bình Xuyên, cũng là tu sĩ, hiểu biết khá rõ về giới tu hành, trước đây không lâu từng gặp gỡ nói chuyện phiếm một lần, lúc nhắc tới phủ thứ sử, vừa hay người này nhắc nhở ta một câu. Việc nhằm vào nghiêu hữu đạo này đã ẩm ý oanh oanh liệt liệt ở băng tuyết khác, căn bản chẳng phải bí mật gì, chỉ là loại phàm phu tục tử như ta không biết mà thôi. Thiệu vô ba hỏi người đồng hương kia của ngươi ở đâu? Phó Thiên Nam ngược lại nói chuyện nghĩa khí, tình cờ gặp gỡ, người đã đi rồi. Tu sĩ người ta vân du không cố định, ta cũng không biết người nào đã đi đâu. Thật ra cũng chẳng phải nói chuyện nghĩa khí gì, mà là sợ chọc giận Đào Yến Nhi đã đồng ý không tiết lộ hành tung của hai huynh muội. Chẳng qua ngược lại là hắn tin tưởng không nghi ngờ đối với những gì Lục Thánh Trung đã nói. Người chưa đạt tới tới các bậc kia, nào biết chuyện sóng mây quỷ quyệt ở phía sau chứ? cảm thấy, đào quân, không cần thiết phải lừa gã. Thiệu vô ba trầm giọng nói, việc này không thể coi thường, không có người làm chứng, sao ta biết lời ngươi nói là thật hay giả. Tiếp đó lông mày nhíu lại, có phải đại công tử sai ngươi tới hay không? Hắn ta có chút nghi ngờ không biết có phải lão đại đào bẫy dập để bọn họ nhảy vào hay không? Võ Thiên Nam lập tức ôi trao, nhị công tử, như ngài nói, việc này không thể coi thường, nếu ta dám ăn nói lung tung việc này, chẳng phải muốn chết ư. Nếu nói dối, vậy ta sẽ trở thành người lừa dối hai vị công tử, châu mục há có thể buông tha cho ta, người đầu tiên xui xẻo chính là ta, ta nào dám chứ. Thấy thái độ gã như vậy, có vẻ như hận không thể moi tim gan mình ra để chứng minh trong sạch. Gã có thể kiên trì như vậy, biết rõ cuốn vào trong loại chuyện này cũng là mạo hiểm. Sở dĩ bằng lòng mạo hiểm thế này, cũng bởi vì biết mạo hiểm càng lớn thì lợi ích càng lớn, chỉ cần giúp hai vị công tử này đẩy ngã đại công tử, quyền lực của đại công tử đương nhiên sẽ rơi xuống trên đầu hai người họ, tự nhiên là gã cũng không thiếu được một phần chỗ tốt. Mấy năm nay vẫn luôn một mực tìm cách, trời không phụ người có lòng, cuối cùng để gã gặp được cơ hội trời cho này, làm sao có thể bỏ lỡ đây. Nhịn không được hấp dẫn, không kháng cự được trái tim của mình. Huynh đệ thiệu thị nhìn nhau, nghĩ lại thấy cũng đúng, mặt khác cũng biết năng lực của lão đại, thật sự muốn trở mặt đối phó bọn họ mà nói, không đáng dùng biện pháp quanh co lòng vòng như vậy. Đối phó hai người bọn họ, trong tay lão đại có tài nguyên và biện pháp, còn cần cuốn cả băng tuyết khác và đại thiền sơn vào ư hai người tự nhận thấy mình còn chưa đủ cấp bậc kia chủ yếu nhất là bọn họ cũng biết xung đột giữa thiệu bình ba và nghiêu hữu đạo chỉ là không biết thiệu bình ba to gan bằng trời ngay cả băng tuyết khác mà cũng dám đánh chủ ý lên đó nhị ca huynh thấy thế nào thiệu phục ba thấp giọng hỏi rõ ràng đã động tâm rồi thiệu vô ba nhíu mày suy tư một lát lại tiếp tục nhìn về phía võ thiên nam nói việc này hãy để bọn ta suy xét một chút Người về trước chờ tin tức đi. Vâng, bất cứ lúc nào cũng nghe hai vị công tử dặn dò. Phó Thiên Nam liên tục gật đầu, không người lại hành lễ cáo lui. Sau khi lui ra, ra khỏi phủ thứ sử, nhưng còn chưa đi được bao xa, lúc vừa đi qua bên cạnh một ngõ nhỏ, ven đường đột nhiên có người đi tới va và vào gã một phát, đụng gã lảo đảo tiến vào trong ngõ nhỏ. Đi đường thế nào vậy, không có mắt. Phó Thiên Nam liên tục lảo đảo xém chút ngã sắp xuống còn chưa kịp mắng xong đằng sau đã duỗi ra một bàn tay bịt lấy miệng gã, xiết cổ của gã. Người đụng vào gã nhìn hai bên trái phải ở đầu đường một lần, sau đó cũng đi đến, tính cả người trong ngõ nhỏ đè võ thiên nam xuống, hai người bắt tay cùng một chỗ, mang võ thiên nam vào chỗ sâu trong ngõ nhỏ. Ưm ưm, võ thiên nam không ngừng giấy rụa kêu to, một người thấp giọng quát lên, đừng kêu, hai vị công tử nói, muốn chứng minh lời mình nói là sự thật, trước tiên đàng hoàng đợi ở chỗ này một thời gian ngắn nếu như quả thật không sai đương nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi võ thiên nam chớp chớp mắt cứ như vậy thành thành thật thật bị kéo đi trong phủ thứ sử hai huynh đệ còn quanh quẩn một chỗ trong thính đường ngoài cửa một người bước nhanh tiến đến thấp giọng bẩm báo hai vị công tử đã giữ người lại rồi hai huynh đệ nhìn nhau hai người cũng chẳng phải nghe võ thiên nam nói cái gì thì chính là cái đó chẳng may là bẫy dập thì sao bọn họ cũng sợ võ thiên nam chạy hoặc chết sẽ không có đối chứng chỉ cần võ thiên nam ở trong tay bọn họ, coi như sự tình bị lộ ra ngoài, cũng có thể đẩy mọi trách nhiệm lên đầu võ thiên nam. Thiệu vô ba trầm giọng nói, cần phải canh chừng người này thật chặt, phải giấu kỹ, không thể để dò gì tin tức, nếu không ta sẽ lấy đầu của ngươi. Dạ, người kia chắp tay vâng dạ, hai huynh đệ lập tức ra khỏi phòng, theo như thương lượng trước đó đi tìm mẫu thân. Thế lực và sức ảnh hưởng của lão đại là không thể coi thường, muốn động vào lão đại, có một số việc cần phải trong ngoài đồng loạt ra tay, bọn họ đến Đại Thiền Sơn bên kia gây sự, chỗ phụ thân Thiệu Đăng Vân bên kia cần phải có mẫu thân ra mặt tiếp cận, một khi xảy ra chuyện, cần mẫu thân giúp đỡ một tay, không thể để cho phụ thân xảy ra sự cố ở thời khắc mấu chốt như vậy. chương 317, Nhiêu Hữu Đạo, xem như ngươi lợi hại. một Đình viện nội trạch, hai huynh đệ cùng nhau đi vào. Nguyễn Thị đang dặn dò đám người hầu quân đồ ra bên ngoài, đều là một số đồ trang trí xa hoa trong nhà. Còn quần áo hoa lệ trên người Nguyễn Thị cũng đã đổi thành trang phục vải thô, Mẫu thân, sau khi hai huynh đệ tiến vào đồng loạt không người hành lễ, thiệu phục ba nhìn đám người hầu không ngừng dọn đồ đạc trong nhà ra ngoài, kỳ quái hỏi, mẫu thân, đây là muốn rời đồ đạc đi đâu thế ạ? À? Hai, Nguyễn Thị khẽ thở dài một tiếng, chỗ này không phải nơi thích hợp để nói chuyện, phất tay dẫn hai huynh đệ đến phòng trong yên tĩnh. Không có người ngoài, thiệu vô ba lại hỏi, cớ chi mẫu thân lại than thở. Nguyễn Thị thở dài, đại ca con đang phổ biến tân chính, nói là phải tiết kiệm tài lực dùng ở trên lưỡi đao, nói là muốn dừng làn gió xa hoa ở Bắc Châu thì phải làm từ nhà mình trước, nói là chỉ khi nào phủ thứ sử dẫn đầu làm gương, bên dưới mới không dám đi quá giới hạn, mới có thể trên làm dưới nghe theo. Bắt đầu từ hôm nay, từ trên xuống dưới người trong nhà không được phép tiếp tục mặc lăng la tơ lụa, tất cả phải dùng quần áo vải thô để gặp người, toàn bộ đồ trang trí đáng giá trong nhà đều phải đem ra ngoài bán, nói là muốn tập trung tài lực tăng tốc đẩy mạnh việc chấn hưng Bắc Châu. Thiệu Phục Ba cả giận nói, ngay cả một bộ quần áo đẹp cũng không cho mẫu thân mặc vào, đồ chó kia cũng không khỏi khinh người quá đáng đi. Hắn ta cảm thấy Thiệu Bình Ba đang cố ý nhục nhã mẫu thân hắn ta. Nguyễn Thị lắc đầu, phụ thân con đã đồng ý việc này rồi, bắt đầu từ hôm nay, ngay cả phụ thân con cũng phải mặc quần áo vải thô, nói là cũng muốn tự mình làm gương tốt như đại ca con vậy. Hai huynh đệ cao chặt lông mày, đều phát hiện, từ khi bài đồng giao kia lan truyền ra ngoài, phụ thân chẳng những không cảnh giác, Ngược lại càng gia tăng cường độ ủng hộ đối với Thiệu Bình Ba, quyền lực trong tay hai người bọn họ trên cơ bản sắp bị Thiệu Bình Ba tước đoạt gần như không còn gì. Thiệu Bình Ba chỉ dặn dò một câu, cũng không phải là nhằm vào bọn họ, mà là năng lực của bọn họ không đủ để gánh vác một vài chuyện, phải giao cho người có năng lực đi làm. Đối với việc này, hai huynh đệ bọn họ có đi tìm phụ thân khiếu nại cũng vô dụng, nhờ mẫu thân đi tìm phụ thân cũng vô dụng, tóm lại phụ thân chính là quyết tâm ủng hộ lão đại. Theo như bọn họ thấy, cứ tiếp tục như vậy sau này bắc châu đâu còn nơi để hai huynh đệ bọn họ sống yên ổn nguyễn thị khoát tay áo dường như không muốn nhắc tới việc này hỏi hai huynh đệ các con lúc này không làm việc công chạy tới đây làm gì thiệu phục ba tức giận nói thân thể đều sắp rảnh đến mốc meo nào có chuyện gì để bọn con làm đâu ạ à? hai nguyễn thị lại khẽ than thở một tiếng tất nhiên là biết nỗi khổ tâm trong lòng con trai mình nhưng bà cũng chỉ đành bất lực thiệu vô ba quay đầu phất phất tay với hai nha hoàn hầu hạ trong phòng nói các ngươi lui xuống trước đi ra ngoài canh chừng đừng cho người nào tới gần cho dù đây đều là nha hoàn tâm phúc của mẫu thân nhưng thật sự có vài chuyện có lý do để cẩn thận vẫn nên để đám nha hoàn tránh mặt thì tốt hơn dạ hai nha hoàn vâng dạ sau khi thấy hai nha hoàn đã lui ra nguyễn thị chấp chấp mắt sáng nghi ngờ hỏi chuyện gì mà lén lén lút lút vậy ác có ác báo giờ chết của tên cầu tặc kia đã đến rồi thiệu phục ba cười ha hả một tiếng tiến đến bên tai mẫu thân khẽ thuật lại chuyện mà Võ Thiên Nam đã dâng lên. Nhưng bọn họ không biết trong số hai nha hoàn vừa rồi mới lui ra ngoài có một người lại gión rén quay về, đưa lỗ tai dán lên cửa nghe lén. Sau khi nghe xong, Nguyễn Thị ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, các con có ý gì? Thiệu Phục Ba cười lạnh, hắn ta muốn lợi dụng băng tuyết các ra tay diệt trừ nghiêu hữu đạo, đã phạm vào tối kỵ của băng tuyết các. chỉ cần có người vạch trần chuyện này, Đại Thiền Sơn vì phủi sạch quan hệ, sẽ không tha cho hắn ta nguyễn thị hoảng sợ các con muốn vạch trần chuyện này ư lão nhị thiệu vô ba từ tốn nói mẫu thân cơ hội mất đi sẽ không trở lại cơ hội thế này cũng sẽ không có lần thứ hai đâu vẻ mặt nguyễn thị kinh hoàng liên tục lắc đầu thôi đi mẹ con chúng ta ăn thiệt thòi trên tay hắn ta còn chưa đủ à chúng ta không thể thắng nổi hắn ta đâu mẹ thật sự sợ hắn ta thật sự không còn dám chưa chọc đến hắn ta nữa các con nên yên tĩnh ngừng nghỉ đi cũng thấy thoải mái dễ chịu hơn đấy chỉ cần cha các con còn sống hắn ta cũng không dám làm quá mức dù sao đại quyền bắc châu vẫn còn nằm trong tay cha các con tuy có hơi ấm ức nhưng ít nhất vẫn có thể bảo đảm bình an phải không thiệu phục ba trầm giọng nói mẫu thân người đây là ngâm dưới dâm uy của hắn ta quá lâu nên sợ vỡ mật người cho rằng hắn ta sẽ bỏ qua cho chúng ta ư người nhìn lại mà xem ngay cả một bộ quần áo đẹp hắn ta cũng không cho người mặc bước tiếp theo ngay cả ăn hắn ta cũng sẽ cắt giảm phần ăn của người người có thể làm gì hắn ta đây hắn ta đang từng bước ép sát, phụ thân đã làm những gì? Phụ thân vẫn luôn một mực dung túng hắn ta, nếu cứ tiếp tục để cho hắn ta hoành hành như vậy, sớm muộn gì ba mẹ con chúng ta cũng chết không có chỗ chôn hắn ta bất nhân thì cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Thiệu vô ba bình tĩnh nói, mẫu thân, người quên cả nhà ông ngoại chúng ta đã chết thế nào rồi sao? Cả nhà ông ngoại đã chết thảm bao nhiêu kia chứ? Tuy chuyện này không có chứng cứ, thế nhưng trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, cũng biết là do ai làm, chỉ là không ai vạch trần thôi, phụ thân cũng đang cố ý giả bộ hồ đồ. Mẫu thân, chẳng lẽ người không muốn báo thù cho cả nhà ông ngoại sao? Chẳng lẽ người chấp nhận để cả nhà ông ngoại chết không nhắm mắt sao? Nói đến thù nhà, nhớ tới cái chết bi thảm của cha mẹ mình, Nguyễn Thị cắn chặt răng, mặt mũi đầy vẻ khổ sở, thình lình bị hai đứa con trai dồn đến chân tường. Thấy Nguyễn Thị chậm chạp không cho câu trả lời chắc chắn. Thiệu phục ba thúc dục mẫu thân, không thể do dự nữa, chậm sẽ sinh biến. Tên cầu tặc kia có rất nhiều thủ đoạn, một khi để hắn ta phản ứng lại, còn không biết sẽ nảy ra chiêu số gì đâu, thật sự bỏ qua cơ hội lần này, thì sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Nguyễn Thị rất dối rắm chuyện này có thể thành không? Thiệu vô ba, lần này tất nhiên là không sơ hở chút nào, trước kia thất thủ là bởi vì hắn ta còn có đường lui, nhưng đối đầu với Đại Thiền Sơn thì không giống với lúc trước, chọc giận khiến Đại Thiền Sơn ra tay, ngay cả cha cũng không bảo vệ được hắn ta, hắn ta ắt phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù hai huynh đệ bọn họ liên tục cam đoan, nhưng Nguyễn Thị vẫn rất lo lắng như cũ, thống khổ nói các con đây là đang ép hắn ta vào chỗ chết, nhưng cũng không trở lại cho mình đường lui đâu. Thiệu Phục Ba Trầm giọng nói, mẫu thân yên tâm, đã để lại đường lui, bọn con đã thương lượng xong, việc này không cần hai huynh đệ bọn con cùng nhau ra mặt, chỉ cần một mình con ra mặt vạch trần là được rồi. Người và nhị ca cứ vở như không biết rõ tình hình, một khi có bất chắc gì đó, một mình con gánh chịu là được. Lão nhị thiệu vô ba cúi đầu im lặng, nguyễn thị nhìn lão nhị lại nhìn lão tam lo lắng hỏi để người khác ra mặt vạch trần không được sao vì sao nhất định phải tự mình đích thân ra trận bà thật sự là sợ hãi thiệu bình ba nhiều năm như vậy thật sự là bị thiệu bình ba làm cho sợ hãi còn thiệu bình ba vì ổn định hậu phương ra tay luôn luôn tàn nhẫn rất có sức uy hiếp khiến cho bọn đạo trích không dám vì thiện hành động thiệu vô ba trầm ngâm nói đây là trận chiến ngươi chết ta sống không thể chừa lại đường lui nào cho hắn ta cũng phải đề phòng đại thiền sơn và phụ thân bên kia bao che khuyết điểm, chỉ có huynh đệ bọn con tự mình ra mặt tạo áp lực mới có thể hoàn toàn ép hắn ta vào con đường chết. chương 318, như hữu Đạo, xem như ngươi lợi hại. 2. Nguyễn Thị, các con bước tử hắn ta, chính là thủ túc tương tàn, kêu phụ thân các con làm sao chịu nổi, kêu phụ thân các con nhìn các con thế nào. Phụ thân các con có thể tha thứ cho các con ư. Thiệu phục ba, lúc hắn ta ép bọn con, phụ thân có nói gì không? không tha thứ cho bọn con thì có thể làm gì ông ta chỉ có mấy người bọn con là con trai cũng không thể giết chết bọn con sau khi lão đại chết chứ đến lúc đó ai lo ma chay cho ông ta tiếp tục sinh đứa nữa chỉ sợ cũng không chờ được đến lúc nó lớn lên thành tài đúng không trẻ nhỏ há có thể gánh vác an ngoài quản trong khống chế bắc châu hơn nữa có việc gì thì một mình con gánh chịu không trách được lên đầu nhị ca chỉ cần nhị ca có thể ra mặt những người khác sẽ phải nhìn sắc mặt của nhị ca Họ không dám làm gì con đâu, con tạm thời chịu chút ấm ức cũng không có gì. Thiệu Vô Ba, Mẫu thân yên tâm, chỉ cần có thể đẩy ngã hắn ta thì Tam đệ sẽ không có việc gì, cùng lắm là chịu chút trách phạt. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, chúng ta ngược lại sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn ta ép chết. Mẫu thân, khi cần quyết đoán thì phải quyết đoán, không thể lòng dạ đàn bà được đâu. Thôi, tùy các con đi, Nguyễn Thị Bất Đắc Dĩ lắc đầu. Được, Thiệu Vô Ba gật đầu chắp tay nói, kính xin mẫu thân đến chỗ phụ thân bên kia nhìn chằm chằm, phối hợp với bọn con bất cứ lúc nào. Chuyện đến nước này, Nguyễn Thị cũng bị hai đứa con trai làm cho hết cách, nghe theo ý của con trai đi đến chỗ Thiệu Đăng Vân. Hai huynh đệ đứng dưới mái hiên, Thiệu Vô Ba ngẩng đầu lên nhìn trời, thành bại ngay ở hôm nay, lão Tam, cần phải cẩn thận. Thiệu Phục Ba cười cười, nhị ca, sau khi chuyện này thành công, đệ muốn ngủ với nữ nhân của hắn ta. Ai, Thiệu Vô Ba ngạc nhiên, theo như y biết, lão đại không có nữ nhân, chỉ có mấy nha hoàn thị tẩm, đây không tính là nữ nhân của lão đại đúng không? Thiệu phục ba cười ha ha đáp, đường nghi, nữ nhân kia quả thật có dáng rất xinh đẹp, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn khí chất có khí chất, sau khi chuyện thành công đệ nhất định phải ngủ với nữ nhân mà hắn ta yêu thích, nếu không khó giải mối hận dồn nén trong lòng đệ nhiều năm qua. Chuyện này, Thượng Thanh Tông phụ thuộc vào Bắc Châu ta ngược lại dễ xử lý, nhưng nam nhân của đường nghi là Nghiêu Hữu Đạo, thủ đoạn của lão đại thế nào để cũng biết rồi đó, tên kia có thể đấu tay đôi với lão đại, tất nhiên không đơn giản, vô duyên vô cớ không cần thiết phải trêu chọc vào kẻ thù như vậy. Trong trầm ngâm thiệu vô ba thấy trên mặt đệ đệ mình lộ vẻ thất vọng, lập tức thay đổi thái độ, đưa tay vỗ vỗ vai đệ đệ mình, được rồi. Ta sẽ nghĩ cách giải quyết việc này, ta cũng sẽ nghĩ cách khiến cô ta phải phục tùng đệ, cho dù đệ bị phụ thân nhốt vào trong ngục, ta cũng sẽ nghĩ cách đưa cô ta vào ngục tự cởi quần áo ra cùng đệ thống khoái. Ha ha, được, cứ chờ tin tức tốt của đệ. Thiệu phục ba mặt mày hớn hở, vỗ vỗ bộ ngực, nhanh chân bỏ đi. Phủ lăng ba, trong thư phòng, thiệu bình ba đang múa bút thành văn, từng hàng chữ giận giữ mắng mỏ quan viên làm việc bất lợi nơi nào đó. Đúng lúc này, quản gia thiệu tam tỉnh vội vội vàng vàng chạy vào thư phòng, cũng chẳng bận tâm tới quy củ, thất kinh bẩm báo, đại công tử, chuyện lớn không ổn. Thiệu bình ba ngẩng đầu lên nhìn một cái, rồi lại tiếp tục viết chữ của mình, lạnh lùng nói, gấp cái gì, từ từ mà nói, trời sập hay gì. Thiệu Tam tỉnh căn bản không có ý định từ từ nói, thấy dáng vẻ của Thiệu Bình Ba vẫn luôn từ tốn, ngược lại càng tỏ ra sốt ruột, vô cùng lo lắng nói, đại công tử, thật sự đã xảy ra chuyện. Nguyễn Thị bên kia đã biết được chuyện đại công tử lợi dụng băng tuyết các diệt trừ nghiêu hữu đạo, nhị công tử, tam công tử và Nguyễn Thị đã mưu đồ bí mật vạch trần việc này, hiện nay, bọn họ đã đến chỗ Trung Dương Húc bên kia, đã không kịp ngăn cản nữa rồi ạ. À? Trung Dương Húc, trưởng lão của Đại Thiền Sơn, ở đây đã lâu, còn là người chịu trách nhiệm của Đại Thiền Sơn ở Bắc Châu bên này, cũng là Pháp Sư Tùy Tùng số một bên cạnh Thiệu Đăng Vân. Thiệu Bình Ba vừa nâng bút chấm vào nghiên mực sắc mặt đại biến, ngón tay buông lỏng, lại cạch một tiếng, một giọt mực nước rơi vãi trên tờ giấy trắng nhìn mà giật mình. Cuối cùng cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trong nháy mắt sắc mặt Thiệu Bình Ba tái nhợt, hắn ta chậm rãi đứng lên, từ từ ra khỏi bàn dài, tới gần Thiệu Tam Tỉnh, hai mắt như muốn nảy ra ngọn lửa, Trầm giọng hỏi, sao bọn họ lại biết được việc này? Người bên cạnh mẹ con Nguyễn Thị gần như đã bị hắn ta điều đi sạch sẽ, đừng nói không có tu sĩ lui tới, ngay cả người hầu tâm phúc bên cạnh trên cơ bản đều bị hắn ta âm thầm khống chế hết. Huống chi việc này làm cực kỳ bí ẩn, ngay cả Đại Thiền Sơn cũng không biết chút gì. Có thể nói rằng, mọi nhất cử nhất động của mẹ con Nguyễn Thị trên cơ bản đều không thể chạy thoát ánh mắt của hắn ta, từng âm thầm nói gì về hắn ta, từng mắng hắn ta cái gì, trên cơ bản hắn ta đều biết hết. Giấu mà không phát, không động vào ba mẹ con kia là bởi vì còn kiêng kỵ phụ thân thiệu đăng vân, làm chuyện quá tuyệt tình về mặt thanh danh cũng không hay lắm, bất lợi cho tương lai tiếp nhận bắc châu của hắn ta, bất kể có gì không thoải mái, đều phải đợi đến khi hắn ta thuận lợi tiếp quản đại quyền bắc châu rồi hắn nói, bây giờ hắn ta rất cần uy tín của phụ thân nhằm đè ép những kiêu binh hãn tướng kia. Chỉ cần tình thế vẫn còn nằm trong vòng khống chế của hắn ta, có một số chuyện hắn ta tạm thời không cần thiết phải so đo tính toán. Thiệu Tam tỉnh lắc đầu, lão cũng không biết rõ đối phương làm sao lại biết được việc này cất tiếng đau buồn đại công tử đi thôi sợ là sợ người một nhà đâm dao sau lưng nguyễn thị bên kia đang chơi quân pháp bất vị thân kêu đại thiền sơn làm sao bây giờ hoàng liệt đã bảo đảm với băng tuyết các bên kia việc này mà bị vạch trần ra đại thiền sơn ắt sẽ không bỏ qua cho đại công tử nhân lúc bên kia còn chưa kịp phản ứng tranh thủ thời gian thoát thân đi chỉ có tránh thoát hôm nay mới có cơ hội mưu tính ngày sau giữ được núi xanh không lo không có củi đốt. Đại công tử, đi nhanh đi, còn chậm nữa thì sẽ không kịp. Một câu, Hoàng Liệt đã bảo đảm với băng tuyết cát, trong đầu thiệu bình ba nhanh chóng hiện lên chuyện nghiêu hữu đạo từng mời Hoàng Liệt đến băng tuyết cát. Bây giờ đem nhân quả trước sau ra so sánh liên tưởng như thế, nếu còn không kịp phản ứng, vậy thì không phải thiệu bình ba hắn ta nữa, môi hắn ta mang theo mấy phần run rẩy mẹ con Nguyễn Thị nằm dưới sự khống chế của ta, Thật sự muốn mưu tính việc này, trước đó không thể nào ngay cả một chút mánh khóe mà ta cũng không biết. Băng tuyết các vừa xảy ra lời đồn, bên này lập tức cũng cùng ra tay theo, không cho ta cơ hội kịp thở dốc xoay chuyển tình thế. Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp, mà là có người đứng đằng sau chủ mưu hại ta. Thiệu Tam tỉnh giật mình, ai? Nghiêu hữu đảo, ta đã trúng bẫy của tên gian tặc kia. Nói đến đây, Thiệu Bình Ba đột nhiên một tay ôm tim, sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng. Phát hiện tình trạng của hắn ta không đúng thiệu tam tỉnh kinh hô, đại công tử. Phốc, quai hàm thiệu bình ba căng cứng đột nhiên buông lỏng, sau đó khí huyết công tâm phun ra một búng máu, hai mắt trắng dã, người thẳng tắp ngã về phía sau. May là thiệu tam tỉnh sớm phát hiện không đúng, nhanh tay đỡ lấy hắn ta, không để đầu hắn ta nện chúng cái bàn phía sau, đỡ hắn ta qua bên cạnh ngồi xuống trên ghế, liên tục vuốt thuận bộ ngực của hắn ta hỏng giúp hắn ta bình phục hô hấp, đại công tử, người sao rồi. Sau khi mặt thiệu bình ba đỏ lên phun ra một búng máu, sắc mặt lại trở nên trắng bệch, trong nháy mắt hoàn toàn không có huyết sắc, trắng đến dọa người. Chương 319, Súc sinh 1, thật vất vả mới hòa hoãn lại, Thiệu Bình ba cười, vừa tựa vào thành ghế vừa cười thảm, ha ha nói, vì đối phó ta, lại âm ý ra động tĩnh lớn như vậy, diễn đúng là giống thật, náo loạn nửa ngày ngươi mới là người núp trong bóng tối đào hố kia, còn đào ra cái hố lớn như vậy để ta tới nhảy vào, thật có kiên nhẫn, như hữu đạo, xem như ngươi lợi hại, lần này ta tâm phục khẩu phục. Thiệu Tam tỉnh nói, bất kể có phải là nghiêu hữu đạo hay không, đại công tử, việc đã đến nước này, chạy mới là thượng sách, nếu người còn không đi thì sẽ không còn kịp nữa. Thiệu Bình ba thở hổn hển vung tay đẩy lão một cái, khóe miệng treo giọt máu lắc đầu, đi. Đi đâu, ta dốc hết tâm huyết mới có được cuộc diện Bắc Châu hôm nay, kêu ta chắp tay tặng người ư. Hôm nay vừa đi, tội danh này sẽ thực sự rơi vào đầu ta, ta sẽ không còn khả năng xoay người nữa, Đại Thiền Sơn đương nhiên sẽ truy sát ta đến cùng, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta ai dám thu nhận người từng đắc tội băng tuyết các chứ không đi được cũng không thể đi ta còn chưa thua đâu thiệu tam tỉnh nóng này đại công tử đừng hành động theo cảm tính đại thiền sơn vì mình họ sẽ không để ý đến chết sống của người đâu thứ sử đại nhân cũng không bảo vệ được người tạm thời thoát thân trước đã chờ tin tức thả ra chờ đến khi băng tuyết các bên kia cha ra được tin tiêu thiên chấn phải chăng đã sử dụng xích dương chu quả nói không chừng còn có cơ hội xoay chuyển tình thế rõ ràng là cái bẫy, làm sao Ngưu Hữu Đạo có thể để Tiêu Thiên Trấn sử dụng xích dương chu quả. Hai tay Thiệu Bình Ba chống lấy thành ghế dùng sức đứng lên, cố gắng ổn định thân hình, mặt lộ vẻ dữ tợn, chỉ vào lão, kêu người của phủ thứ sử bên kia ra tay, lập tức giải quyết dứt điểm hai gia hỏa mưu đồ bất chính kia cho ta. Thiệu Tam tỉnh giật mình, đương nhiên biết hắn ta chỉ hai người này là ai, đây là muốn giết huynh đệ ruột thịt ư. Bận rộn nhắc nhở, đại công tử nghĩ lại đi, một khi danh tiếng xấu ra tay hạ sát thủ với huynh đệ mình bị truyền ra ngoài sẽ rất bất lợi cho đại công tử đấy. Thiệu Bình ba chậm rãi tiến lên, đỡ lấy cạnh bàn, cười lạnh, chúng không chết, thì Bắc Châu sẽ rơi vào trong tay chúng, chúng muốn quân pháp bất vị thân. Chẳng phải bọn chúng có ý định này sao? Nếu Bắc Châu thật sự rơi vào trong tay của chúng, bọn chúng căn bản không có năng lực khống chế, sớm muộn gì cũng phải đổi chủ, thiệu gia ta sẽ chết không có chỗ chôn Bất kể là Hàn Quốc hay là Yến Quốc cũng sẽ không buông tha cho Thiệu Gia Ta, thậm chí Đại Thiền Sơn cũng sẽ nghĩ cách đổi Thiệu Gia Ta đi. Nhanh lên, lập tức, đây là phần thắng cuối cùng của ta, còn chậm nữa thì sẽ không kịp, nhanh lên. Nghe hắn ta nói thế, lúc này Thiệu Tam Tỉnh mới xoay người đi làm theo. Nhưng mới vừa đi tới cửa thư phòng, lại nghe Thiệu Bình ba lạnh lùng một tiếng, nếu muốn làm, không bằng làm sạch sẽ một chút, để tránh hậu hoạn, tránh cho sau này còn phải tìm lý do. Còn có ả à, tiện nhân kia cùng nhau xử lý hết đi, nhanh lên. Hai chữ cuối cùng là thét ra, chẳng những muốn hạ sát thủ với huynh đệ, còn muốn giết mẹ kế. Thiệu Tam tỉnh nghe thế trong lòng khẽ run rẩy, chẳng qua vẫn tuân theo mệnh lệnh, nhanh chóng rời đi. Thiệu Bình ba hình như đã hao hết sức lực lảo đảo lui lại, ngã ngồi lên trên ghế, khụ khụ che miệng lại không ngừng ho khan một trận, thả lòng tay ra, trong lòng bàn tay là vết máu đỏ thấm trướng mắt, không khỏi cười thảm lần nữa, như hiểu đạo, xem như ngươi lợi hại không ai có thể hiểu được đau thương trong lòng hắn ta lúc này cho rằng mình đang đào hầm mai táng nghiêu hữu đạo ai ngờ bản thân lại nhảy vào trong hố sâu mà nghiêu hữu đạo đào sẵn có lẽ tâm tình của nghiêu hữu đạo vẫn luôn không tệ đứng ở trên hố nhìn kẻ ngu là hắn ta bận rộn ai có thể hiểu được tâm tình này đây nhất là đối với loại người tâm cao khí ngạo như hắn ta mà nói thua thì cũng thôi đi giờ mới phát hiện bản thân chẳng những nóng giận công tâm còn tức đến nôn máu đây cũng là một thua dù mình không chịu đi nhưng có thể tránh thoát kiếp nạn này hay không vẫn còn là ẩn số coi như có thể tránh thoát một khi đeo lên lưng chuyện giết mẹ kế giết huynh đệ ruột thịt đây sẽ là ô danh mà cả đời không thể rửa sạch lại thêm một thua nữa cho tới bây giờ tự cho rằng mình mới là nhân vật anh hào quan trọng ai ngờ lại bị người ta xem như đồ đần chơi cho một vố bị chơi lâu như vậy đến lúc sắp phứt bỏ mạng nhỏ mới kịp phản ứng lại thua thảm như vậy kêu hắn ta làm sao chịu nổi rước tiếng cười thảm lửa lòng khó tiêu lại tiếp tục ho khan một trận liên tục khó dừng. Vội vàng đứng dậy, sờ so soạng chén trà trên bàn, muốn rót nước trà tiêu lửa, ai ngờ nước trà vừa vào miệng lại ho ra một búng máu đỏ thấm hòa lẫn trong nước trà. Phủ thứ sử, trong một tính thất rộng rãi, Trung Dương Húc ngồi xếp bằng cầm mật thư đã dịch ra xem đi xem lại. Hai, Trung Dương Húc nhịn không được khẽ cất tiếng thở dài, bên cạnh ông ta còn có một phong mật thư đã dịch ra, vừa xem hết một lá, ai ngờ lại tới một lá khác, nói đúng là cùng một chuyện. Lá thứ nhất là Đại Thiền Sơn gửi tới, có liên quan đến các lời đồn thổi nổi lên xung quanh băng tuyết khác. Đại Thiền Sơn hơi nghi ngờ là do Thiệu Bình Ba làm, kêu ông ta đi tìm Thiệu Bình Ba xác minh, sau đó báo lại cho Đại Thiền Sơn trong lòng hiểu rõ. Lá thứ hai, ngay sau đó Đại Thiền Sơn lại gửi thư, nói Nhiêu Hữu Đạo đã nắm giữ chứng cứ chứng minh là do Thiệu Bình Ba làm, cũng bắt được người đã giải lời đồn, còn vứt một cửa hàng cho Đại Thiền Sơn, để Đại Thiền Sơn tự mình xem xét rồi xử lý. Ý của Nhiêu Hữu Đạo rất rõ ràng, nếu Thiệu Bình Ba chết, thì hắn sẽ không truy cứu nữa, nhưng nếu Thiệu Bình Ba không chết, chỉ sợ việc này sẽ do băng tuyết các ra mặt xử lý. Đại Thiền Sơn thỏa hiệp, kêu Trung Dương Húc chịu trách nhiệm ở đây ra mặt xử lý sạch sẽ việc này. Còn có thể xử lý sạch sẽ thế nào nữa? Trung Dương Húc bất đắc dĩ lắc đầu, thầm tự nói một tiếng, thông minh quá sẽ bị thông minh hại thôi. Thật ra ông ta rất coi trọng Thiệu Bình Ba, có năng lực, có thể duy trì lợi ích của Đại Thiền Sơn, trên dưới đại thiền sơn cũng rất xem trọng thiệu bình ba muốn hắn ta thừa kế bắc châu ai ngờ lại vì nữ nhân làm ra chuyện ầm ĩ như vậy tương lai tốt đẹp đều bị hủy ở trên người một nữ nhân có đáng tiếc không không nhan hỏa thủy mà trung dương húc hà quyết tâm sau chuyện này tuyệt đối không thể giữ thượng thanh tông ở lại bắc châu nữa nhất định phải đuổi ả nữ nhân đường nghi kia đi cầm thư đứng lên nói với người bên cạnh các người đi khống chế hắn ta trước đi ta sẽ đi tìm thiệu đăng vân quen biết nhiều năm, dù sao cũng phải báo cho lão ta biết trước một tiếng. Nơi này vừa mới nói xong, bên ngoài có người đến thông báo, sư bá, tam công tử cầu kiến. Trung Dương hút nhíu mày, không biết lúc này thiệu phục ba chạy tới là có chuyện gì. Ông phất tay ra hiệu cho người nhận mệnh lệnh không nên chậm chế, cứ đi làm việc trước, sau nói với người đến bẩm báo, để hắn ta vào đi. Chỉ chốc lát sau, thiệu phục ba cung cung kính kính đi vào, khách khí chắp tay chào, thiệu phục ba bái kiến pháp sư trung dương húc thở dài chuyện gì vãn bối đến là muốn cầu xin khoan thứ cho đại ca thiệu phục ba nói rồi lại bịch một tiếng quỳ xuống sau đó cất tiếng đau buồn nói đại ca không biết trời cao đất rộng có thủ oán riêng với nghiêu hữu đạo vậy mà lại lợi dụng băng tuyết khác có thể nói là bô bô thuật lại một lần vừa nói còn vừa khóc lên sau đó quỳ lau nước mắt đây mà cũng gọi cầu xin khoan thứ cho đại ca đây rõ ràng là muốn đưa đại ca ngươi vào chỗ chết mới đúng đầu chân mày trung dương húc nhướng lên rất cao nhìn hắn ta quỳ ở đó biểu diễn, sau khi nghe xong, liên tục cười lạnh, ra hỏa thật ác độc, đây là không khiến đại công tử chết thì không dừng tay mà. chương 320, Xuất sinh 2, dứt lời lại lắc đầu, cảm thấy cũng đúng, giết cha mẹ người, mối hận cướp vợ, chặt đứt con đường tiền tài của người ta, chuyện nào cũng dễ khiến người ta liều mạng, người đánh chủ ý lên người vợ của người ta, người ta có thể từ bỏ ý đồ với người mới là lạ. Ông ta nói chính là nghiêu hữu đạo, để người thiệu ra tự đâm đao vào mình, để huynh đệ của Thiệu Bình Ba tự mình quân pháp bất vị thân, rõ ràng là muốn tạo áp lực cho Đại Thiền Sơn, muốn cắt đứt đường lui của Đại Thiền Sơn, nhất định khiến Thiệu Bình Ba phải chết. Thiệu Phục Ba thì giật mình, cho rằng đang nói hắn ta, còn giơ tay lên thề, Pháp Sư, vãn bối nói câu nào cũng là thật, nếu có một câu giả dối, nguyện chịu thiên đao vạn quả. Hắn ta đâu biết chuyện bên này đã nhận được thư của Đại Thiền Sơn gửi tới, không biết Nghiêu Hữu Đạo đã đồng thời ra tay ở cả hai bên, chính là muốn đưa Thiệu Bình Ba vào chỗ chết, không cho Thiệu Bình Ba cơ hội xoay người. Trung Dương húc ha ha cất tiếng cười lạnh, ông ta há có thể không biết Minh Tranh ám đấu giữa mấy huynh đệ nhà này, đây là tìm được cơ hội hạ tử thủ thôi. Chẳng qua lúc này, ông ta không muốn làm phân tích gì đó, có chuyện này, ông ta cũng tiện ăn nói với Thiệu Đăng Vân, khẽ vuốt cầm nói, ta đã hiểu ý của ngươi, có dám cùng ta đến gặp phụ thân ngươi, thuật lại chuyện này ở trước mặt ông ấy không? Thiệu Phục Ba thoáng do dự, hơi sợ, nhưng mà chuyện tới nước này, đành đâm lao phải theo lao, chỉ có thể nhắm mắt đáp, ta cũng là vì muốn tốt cho thiệu gia, cũng hy vọng phụ thân có thể kịp thời cứu giúp đại ca, tránh cho không cách nào cứu vãn. Được, ta hiểu ý tốt của ngươi. Trung Dương hút gật đầu cười ha ha, phất tay, vậy thì làm phiền tam công tử đi với ta một chuyến đi. Dạ, thiệu phục ba bò lên, lau nước mắt, theo đối phương rời đi. Cùng nhau đi tới bên ngoài nơi thiệu đăng vân làm việc công vụ, sau khi được thông báo, Trung Dương Húc ra hiệu cho Thiệu Phục ba tạm thời đứng ở ngoài chờ, còn mình thì đi vào trước. Trong phòng, Nguyễn Thị đang hầu hạ bên cạnh Thiệu Đăng Vân, không biết nói gì, có vẻ như khiến Thiệu Đăng Vân rất vui vẻ. Thấy Trung Dương Húc tiến vào, hai người ra đón, Thiệu Đăng Vân cười nói, chuyện gì lại quấy rầy trung huynh thanh tu? Chắp tay, Nguyễn Thị nửa ngồi hành lễ thấy hơi chột dạ, không dám đưa mắt nhìn Trung Dương Húc, đoán rằng Trung Dương Húc đến đây ắt có liên quan đến con trai mình. Trung Dương Húc lạnh nhạt nói, "Chỗ ta bên này có vài chuyện không tốt lắm, sợ nói ra quấy rầy nhã hứng phu thê hai người." Thiệu Đăng Vân à một tiếng, "Giữa ta và huynh không cần khách khí, Trung huynh có chuyện gì cứ nói thẳng." Hai người ở chung nhiều năm, quan hệ quả thật không tệ lắm, cùng lắm chỉ là thiếu đi chút thân mật so với quan hệ giữa Lê Vô Hoa và Hải Như Nguyệt mà thôi. Trên thực tế Trung Dương Húc là người thay mặt Đại Thiền Sơn chịu trách nhiệm bên này. Thiệu Đăng Vân cũng cần phải giữ gìn mối quan hệ tốt với người ta, tốt nhất là có thể thân như huynh đệ mới được. Chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt, Trung Dương Húc cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp móc lá mật thư đầu tiên mà Đại Thiền Sơn gửi tới, đưa ra nói Thiệu Huynh không ngại xem trước đã. Thiệu Đăng Vân nhận lấy mật thư xem xét, ý cười trên mặt dần cứng lại. Nội dung trong thư là về những lời đồn thổi nổi lên xung quanh băng tuyết khác, Đại Thiền Sơn nghi ngờ là do Thiệu Bình Ba bày ra để nhằm vào Ngưu hữu đạo, yêu cầu bên này xác minh sau khi xem xong thiệu đăng vân hơi yên lặng biết còn có ai ngoài cha lão cũng mơ hồ nghi ngờ là do con trai mình làm nhưng lão không thể thừa nhận thở dài dù bình ba có lớn gan cũng sẽ không dám miệt thị băng tuyết các. trung huynh có thể buông tay đi xác minh ta không có ý kiến gì trung dương hút nhận lại bức mật thư đưa cho tùy tùng sau lưng lại từ trong tay áo móc ra lá thư thứ hai đưa tới thiệu huynh lá thư đầu tiên vừa tới ngay sau đó đại thiền sơn lại gửi lá thư thứ hai đến huynh không ngại nhìn xem đi nhận thư trong tay, Thiệu Đăng Vân xem xét nội dung, gương mặt hơi căng thẳng, sắc mặt âm trầm, chậm chạp không có lên tiếng. Nguyễn Thị đứng cạnh kỳ quái, muốn lén nhìn nội dung bức thư trong tay chồng mình xem sao, nhưng không tiện, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ không có liên quan đến con trai mình. Hay là con trai mình đã dở trò gì khác, ngoài phòng, Thiệu Phục Ba đứng chờ dưới mái hiên tâm tình căng thẳng, hắn ta có thể tưởng tượng lửa giận của phụ thân. Gã người hầu bên cạnh bưng khay đựng chén trà nhỏ tới, tam công tử, uống chút trà đi ạ. À. Thiệu phục ba đang miệng đắng lưỡi khô, nơm nấp lo sợ, đưa tay bắt lấy chén trà bèn uống một hơi, sau khi đặt chén trà lên khay, không kiên nhẫn phất phất tay, ra hiệu cút ngay. Người hầu khom người lui ra, trong phòng, chờ rất lâu cũng không thấy Thiệu Đăng Vân có phản ứng, Trung Dương Húc chỉ có thể lên tiếng, trên tay Nghiêu Hữu Đạo Trác đã nắm giữ chứng cứ xác thực, rõ ràng là đang uy hiếp bên này. Thiệu huynh, ta cũng bị làm khó, xử trí đại công tử, sẽ làm Thiệu huynh thương tâm, không xử trí mà nói, chỉ sợ chuyện ẩm ý lớn hơn sẽ liên lụy toàn bộ thiệu ra, làm không tốt ngay cả đại thiền sơn cũng sẽ bị lôi vào. Thiệu huynh, huynh nói làm sao bây giờ đây? Tay cầm mật thư của thiệu đăng vân run lên, trầm giọng đáp, đây rõ ràng là đang thiết kế hãm hại, ta sẽ không làm chung huynh khó xử, cũng sẽ không để đại thiền sơn khó xử, nhưng việc này ít nhất cũng phải điều tra rõ ràng trước chứ. Lão chuẩn bị kéo dài thời gian, nhìn xem có thể nghĩ ra cách gì hay không, cũng muốn cho con trai mình cơ hội xoay chuyển tình thế. Thiệu huynh nói có lý. Trung Dương hút gật đầu, quay đầu lại nói, xin mời Tam Công Tử vào đi. Thiệu Đăng Vân sững sờ, việc này có liên quan gì đến Lão Tam ư? Nguyễn Thị đứng bên cạnh thấy lòng hốt hoảng, mười ngón tay ở hai tay căng thẳng níu chặt khăn tay. Chưa bao giờ từng chiếm được chút tiện nghi nào trên tay Thiệu Bình Ba, dám động vào một lần, là hung hăng cho bọn họ bài học một lần, đối với Thiệu Bình Ba bà đã có bóng ma tâm lý. Thiệu Phục Ba cúi đầu tiến đến, cẩn thận từng ly từng tí hành lễ bái kiến cha mẹ, Thiệu Đăng Vân quát, ngươi tới đây làm gì? Trung Dương hút bình tĩnh nói, tam công tử, lặp lại những gì ngươi đã nói với ta ngay trước mặt phụ thân ngươi lần nữa đi. Bịch, thiệu phục ba trực tiếp quỳ xuống, hu hu nghẹn ngào, phụ thân, đại ca vì thù riêng với nhiều hữu đạo, lợi dụng băng tuyết các mưu hại. Bô bô thuật lại một lần, gương mặt thiệu đăng vân từ từ biến thành màu gan heo, thực sự nghe không nổi nữa, đột nhiên giận dữ mắng mỏ im miệng. Nghịch tử, cầm miệng cho ta, Thiệu Phục Ba vẫn ở đó không ngừng khóc lóc kể lể. Hắn ta đã không còn đường rút lui, chỉ có thể kiên trì đi lên đỉnh, nếu không để cho lão đại kéo dài thời gian hồi phục sức lực, hậu quả đó hắn ta không dám tưởng tượng. Xúc sinh, Thiệu Đăng Vân dâu tóc dựng thẳng lên, giận không kềm được, xông tới phía trước hung hăng đá ra một cước. Lại bị Trung Dương Húc đứng cạnh vung tay áo phóng một luồng pháp lực đẩy ra, Trung Dương Húc kéo Thiệu Đăng Vân lại. Người đâu, kéo ra ngoài, kéo ra ngoài, chém cho ta, chém cho ta, Thiệu Đăng Vân cất tiếng gầm thét đau thương, vẻ bi thảm tuyệt vọng trên mặt không cách nào hình dung được, cả trái tim gần như chảy máu, chuyện lão lo nhất, sợ nhất đã xảy ra. Lão yêu cầu lão đại bảo đảm giữ một con đường sống cho ba mẹ con này, nhưng mẹ con ba này lại không chịu buông tha cho lão đại. Chuyện thủ túc tương tàn cuối cùng vẫn xuất hiện, mà còn xảy ra sờ sờ ở trước mặt lão. Bên ngoài lập tức có người vọt vào, thấy là muốn giết tam công tử, từng tên hai mặt nhìn nhau, làm sao bây giờ? Nhìn dáng vẻ của thứ sử đại nhân, rõ ràng là đang nổi nóng đây mà. Mà lúc này, Nguyễn Thị cũng vọt ra, quỳ trên mặt đất, ôm lấy con trai khóc giống, lão ra, có gì không đúng, đều là do người làm mẹ này không dạy dỗ con cho tốt, muốn giết, ngài cũng giết nốt cả ta đi. Mẹ con hai người ôm đầu khóc giống, chương 321, kinh biến, ngươi, thiệu đăng vân chỉ vào Nguyễn Thị gầm thét, người nghĩ rằng ta không dám sao. Dẫn xuống, cùng chặt đầu, thuộc hạ chạy vào làm việc không biết phải làm sao thế này là làm khó cho người ta quá rồi. Trung Dương Húc nói, thiệu huynh, cái này rõ ràng là cái bẫy của Ngưu Hữu Đạo, diệt khẩu cũng vô dụng, lúc này diệt khẩu, chuyện vỡ ra tức là bùn dính ở đúng quần, không phải phân cũng thành phân, sau này chỉ dựa vào điểm này, băng tuyết các có truy cứu thì cũng không thể giải thích rõ. Biện pháp duy nhất là, chỉ cần huynh có thể khiến lệnh lang đổi lời khai, chuyện có lẽ vẫn có cách xoay chuyển. Thực ra gã cũng chỉ nói chút thế thôi, căn bản chẳng ôm hy vọng gì, chuyện đã ồn ào đến mức này, lão đại cũng không phải loại lương thiện gì giờ lão tam dám tha cho lão đại sao giết chết lão đại còn có đường sống còn có thể đạt được ước muốn lựa chọn thế nào còn phải nói nữa sao gã cũng không tin lão nhị do nguyễn thị sinh ra không biết rõ tình hình lão nhị còn âm hiểm hơn nấp phía sau không lộ mặt một người đổi lời khai đã khó hai người cùng đổi lời khai thì càng đừng hy vọng nói những điều này cũng chỉ để cho thiệu đăng vân một công đạo không phải ta không niềm tình xưa mà là trong nhà ngươi giải quyết không được Thiệu Đăng Vân như bắt được cọng cỏ cứu mạng, chỉ vào thiệu phục ba tức giận nói có nghe thấy không. Đây đều là gian kế của Ngưu Hữu Đạo, muốn các người thủ túc tương tàn, còn không biết quay đầu nữa sao. Ông kích động quỳ xuống cầu xin nhi tử này, ai ngờ thiệu phục ba lại lắc đầu nói, phụ thân, đây đều là đại ca tự tìm, thế lực băng tuyết các có thể giấu giếm được sao. con cũng vì tốt cho thiệu gia, đã đến nước này rồi, sao người còn che chở cho đại ca, chẳng lẽ muốn cả thiệu gia phải chết hết sao. Phụ mẫu vẫn còn, nhi tử không thể làm chuyện bất hiếu này. Lui vạn bước mà nói, người cũng phải suy nghĩ cho những tướng sĩ đi theo người nhiều năm như vậy, suy nghĩ cho bác châu chứ. Hắn ta cắn chặt không chịu nhả ra, Trung Dương hút thầm thở dài một tiếng, không ngoài sở liệu, có cơ hội cắn chết lão đại sao có thể nhả ra được chứ. Thiệu đăng vân lại như bị sét đánh, trong miệng thì thào, xúc sinh. Xúc sinh, xúc sinh, thiệu huynh, việc đã đến nước này, ta cũng bất lực, chỉ có thể xin lỗi. Trung Dương hút xin lỗi một tiếng, quay đầu nhìn tùy tùng của mình đang định hạ lệch lại phát hiện cánh tay bị giữ chặt nhìn lại gã thấy thiệu đăng vân nắm chặt lấy cánh tay gã chậm rãi lắc đầu mặt đầy thê lương ánh mắt cầu khẩn mẫu thân của nó thông minh hiền thực huynh cũng gọi một tiếng muội tử mẫu thân hắn chết sớm trung huynh hãy nể mặt mẫu thân hắn tuân theo pháp chỉ tông môn hành sự trung dương húc và thiệu đăng vân sau khi bốn mắt nhìn nhau thì chậm rãi lên tiếng vất tay với tùy tùng sau lưng không để đối phương nói hết lời gã không thể đem vận mệnh đại thiện sơn ra để đánh cược với thiệu gia. Gã cũng không có quyền đánh cược như vậy, là người trong cuộc, dám gây ra chuyện thì phải dám gánh trách nhiệm. Rõ, tùy tùng kia chắp tay lĩnh mệnh, bước nhanh rời đi. Thiệu Đăng Vân trong phút chốc như bị rút cạn sức lực, lảo đảo lui lại. Hai mẫu tử ngồi đó ôm đầu khóc giống, thiệu phục ba ngoài thì thút thiết nhưng trong lòng điên cuồng mừng rỡ, từ lời nói và hành động của Trung Dương hút hắn ta có thể nghe thấy rõ, đồ chó lão đại ức hiếp mẹ con bọn hắn nhiều năm kia cuối cùng cũng ác báo rồi. Trung Dương hút lườm hai mẫu tử một cái, chậm rãi quay người rời đi. Lúc đi đến cửa chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng kêu của Thiệu Phục Ba, mẫu thân, mẫu thân, người thế nào? Trung Dương hút quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nguyễn Thị gặp người run rẩy ngã xuống, mặt mũi vô cùng khổ sở. Mẫu tử này làm cái quỷ gì vậy? Trong lòng Trung Dương hút thầm nói. Ngay sau đó con người co rút lại, nhìn thấy trong mũi Nguyễn Thị chảy ra máu đen trung dương hút kinh hãi lách mình trở về cấp tốc ngồi xổm xuống bắt mạch cho nguyễn thị quân sĩ trong nội đường cũng kinh hãi vây tới cứ như vậy một lát sau nguyễn thị đã mặt đầy hắc khí rõ ràng là trúng độc trung dương hút nhanh chóng điểm vài cái trên người nguyễn thị chặn độc tính lan ra cũng nhanh chóng lấy một bình xứ nhỏ trên người đổ ra một viên giải độc hoàn nhét vào miệng nguyễn thị nguyễn thị mũi chảy máu đen ộc một tiếng phun ra một ngụm máu đen cơ thể co quắp kịch liệt hai mắt dần trắng ra bất lực lại liều mạng kéo ống tay áo nhi tử như hiểu ra gì đó dùng hết sức lực thì thảo nói đừng đừng chọc hắn các con không phải đối thủ của hắn viên giải độc hoàn kia thi pháp đi vào cơ thể nguyễn thị cũng đã muộn cơ thể căng cứng của nguyễn thị mềm nhún hoàn toàn không còn khí tức trung dương hút hít sâu một hơi kịch độc không phát tác thì thôi một phát tác có phát hiện cũng đã muộn mẫu thân nương nương người thế nào Thiệu Phục Ba lung lay cơ thể Nguyễn Thị đau buồn kêu lên, lại kéo Trung Dương Húc, cầu khẩn nói, Pháp Sư, cứu nương ta, cầu xin hãy cứu nương ta, người hãy mau cứu bà đi. Lần này thật sự là sốt ruột khóc, Trung Dương Húc lắc đầu, gã cũng đã bất lực, lúc này Thiệu Đăng Vân hai mắt mờ mịt dường như cũng mới bị tiếng kêu làm tỉnh táo lại, ánh mắt dần dần tập trung, nhìn tình hình, lập tức lao đến, đẩy đám đông ra, ôm lấy Nguyễn Thị hét lớn, tiểu hoàn, tiểu hoàn. Nhớ tới lời mẫu thân trước khi lâm chung, thiệu phục ba đột nhiên ngửa mặt lên trời gào lên đau xót cầu tặc. Ta và ngươi thể không đội trời chung, a à, hắn ta bỗng nhiên cũng ôm chặt lấy bụng, kêu lên một tiếng đau đớn. Thiệu Đăng Vân và Trung Dương Húc vẫn chưa phát hiện ra sự dị thường của hắn ta thì đám người dưới đã hét lên kinh ngạc tam công tử. Tam công tử, hai người quay phát đầu lại thì thấy thiệu phục ba mặt mày run rẩy mũi miệng không ngừng chảy ra máu đen, nằm trong lòng người khác run rẩy Lão tam, thiệu Đăng Vân bi thảm kêu lên, Trung Dương Húc nhanh chóng ra tay cứu giúp nhưng tình hình không khác gì Nguyễn Thị, không phát hiện thì thôi, vừa phát hiện đã không thể nào cứu được. Trung Dương Húc cảm thấy kinh hãi lấy ra một viên giải độc hoàn tự uống trước rồi nhanh chóng chụp lấy Thiệu Đăng Vân, nhanh chóng nhét một viên vào miệng ông. Nếu Thiệu Đăng Vân lại xảy ra chuyện, Bắc Châu sẽ phiền phức lớn, tướng sĩ từ trên xuống dưới nhiều như vậy đều chỉ nghe lệnh Thiệu Đăng Vân, Đại Thiện Sơn sao có thể ngay lập tức khống chế được nhiều người như vậy, đến lúc đó Thiệu Đăng Vân chết như thế nào Đại Thiện Sơn không thể giải thích rõ được không cẩn thận sẽ xảy ra binh biến hàn quốc và yến quốc tất nhiên sẽ nhân cơ hội nhảy vào đúng lúc này bên ngoài có người chạy tới hét lên lão ra không xong nhị công tử xảy ra chuyện nhị công tử xảy ra chuyện tiếng kêu gào im bặt lại người vừa tới nhìn thấy tình cảnh trong nội đường cũng sợ ngây người đám người trong phòng cũng đều nhìn gã ta lăng ba phủ trên một chiếc ghế trong việc thiệu bình ba khóe miệng vẫn còn vết máu lẳng lặng ngồi dưới ánh tà dương xung quanh Đệ tử Thiên Ngọc môn đi qua đi lại nhìn chằm chằm hắn ta, Hoàng đấu và Lâm Hồ bồi hai bên đã phụng mệnh khống chế Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba nhắm mắt dưỡng thần dưới ánh tà dương trông rất có vẻ gặp chuyện không sợ hãi, thần thái bình thản, chỉ có vết máu nơi khóe miệng là hơi chói mắt. Hoàng đấu và Lâm Hồ thỉnh thoảng than nhẹ một tiếng, ở chung nhiều năm, không ngờ lại náo loạn đến tình trạng hôm nay. Hai người đã cảnh cáo hắn ta không nên có chủ ý với băng tuyết Các, vị này gan to bằng trời không chịu nghe theo, náo loạn ra thế này sao cứ phải tự làm khổ mình vậy chứ? Đúng lúc này, có người nhanh chóng đi vào, trầm giọng nói, hai vị sư huynh, sư bá truyền lệch, tuân theo pháp chỉ tông môn hành sự. Hoàng đấu và lâm hồ nhìn nhau, lâm hồ thở dài, đại công tử, sư mệnh khó vi phạm, xin lỗi. Hoàng đấu cũng thở dài, đại công tử, về sau nếu có cơ hội, chúng ta sẽ không bỏ qua cho nghiêu hữu đạo kia, chắc chắn sẽ báo thù cho người. chương 322, tìm đường sống trong chỗ chết. Thiệu Bình Ba lạnh nhạt nói, ta hiểu, báo thù thì không cần đâu, thù này ta tự mang đi. Trước khi đi ta muốn tắm một chút, đi cũng cần chút thể diện, yêu cầu này không được coi là quá đáng chứ. Hai người nhìn nhau khẽ gật đầu với nhau, tình hình này rồi cũng không sợ hắn ta có thể dở cho gì. Hai người cùng đưa tay ra nói, đại công tử, mời. Sau đó cùng đưa tay dìu hắn ta, Thiệu Bình Ba mở mắt ra phát tay, ta không ngã được đâu, có thể tự đi được. Hai người chỉ đành thôi, nhìn hắn ta chống người dậy, đi sau lưng hắn ta hộ tống hắn ta vào phòng tắm. Đến phòng tắm, hai người nhún nhường tự mình giúp hắn ta cởi áo nới dây lưng, cũng coi như giải quyết xong tình cảm tương giao mấy năm nay. Sau khi chỉ còn sót lại chiếc quần cộc, hai người vén màn tơ che bể tắm lên, thiệu bình ba đi vào cười nói các ngươi không định nhìn ta tắm chứ. Sợ ta chạy hay sợ ta tự vấn, hai người nhìn nhau, chạy thì chạy không thoát, tự vấn không sợ, nếu thật sự tự vấn bọn hắn đỡ phải động thủ, chỉ cần kết quả cuối cùng giống nhau là được hai người buông màn tơ xuống lui ra sau vài bước nhìn bóng người sau màn tơ ngâm vào trong nước nghe tiếng nước tắm rửa chờ một lúc sau thiệu tam tỉnh bưng một bộ y phục tiến vào khẽ gật đầu với hai người sau đó đi vào bên trong sau khi đặt quần áo bên cạnh hồ tắm thiệu tam tỉnh liếc mắt khẽ gật đầu với thiệu bình ba tỏ ý chuyện đã làm xong thiệu bình ba nhắm mắt ngửa đầu thở phào ra một hơi hắn ta còn đang lo lắng bên phủ thứ xử xảy ra chuyện ngoài ngoài ý muốn sẽ thất thủ nghĩ cách trì hoãn thời gian cuối cùng đã nhìn được kết quả mình mong muốn. Sau khi hai mắt một lần nữa mở ra, trong mắt khôi phục thần thái, trầm giọng nói, vẫn là câu nói kia, trước khi xảy ra chuyện mẫu tử bọn hắn có động tĩnh gì ta không thể không phát hiện được chút mánh khóe gì, chỉ có thể nói chuyện đột nhiên xảy ra, đằng sau chắc chắn có kẻ chủ mưu xui khiến, gần đây bọn hắn có gặp mặt kẻ nào khác thường không? Thiệu Tam tỉnh ngơ ngác một chút, có điều nhìn thấy thần thái này của hắn ta, ngược lại lão cảm thấy rất tự tin, trả lời, trước đó bị chuyện này làm cho dối quá, đại công tử đúng là đã nói vậy. Lão nô nhớ lại rồi, ngày hôm nay, võ thiên nam công tử của huyện thừa huyện Bình Xuyên đã vào phủ thứ sử gặp mặt hai vị công tử, việc này hơi kỳ quặc, theo lý thuyết, võ thiên nam kia không có tư cách vào phủ thứ sử. Động tĩnh bên phủ thứ sử không thể gạt được con mắt bên này, huống hồ võ thiên nam còn gặp mặt hai huynh đệ thiệu thị. Thiệu bình ba bình tĩnh nói, là ngươi sơ sót, lập tức tra cho ta. Rõ, thiệu tam tỉnh lĩnh mệnh rời đi, rời đi trước mặt hai người ngoài màn tơ. Hoàng đấu và lâm hồ lướt nhìn nhau, loại chuyện này có thể điều tra rõ dĩ nhiên là tốt, bọn hắn không cần phải ngăn cản, có điều không rõ, vị đại công tử này đã thế này rồi còn có quan tâm đến mấy chuyện này nữa sao. Thiệu bình ba không chút hoang mang ở trong tắm rửa, đợi sau một lúc, thiệu tam tỉnh trở về, đi vào bẩm báo nói, đại công tử, đã phân phó. Thay quần áo đi, thiệu bình ba đứng dậy khỏi mặt nước, thiệu tam tỉnh vội vàng hầu hạ, ở bên trong giày vò xong, Thiệu Bình ba tắm rửa thay đổi mới đẩy màn tơ bước ra, vết máu trên người đã không còn, lại khôi phục thần thái của đại công tử Ngọc Thụ Lâm Phong kia. Không đợi Hoàng Đấu và Lâm Hồ lên tiếng, Thiệu Bình ba đã mở lời trước, làm hai vị bận rộn rồi, bên phủ thứ sử, ba mẫu tử Nguyễn Thị, Thiệu Vô Ba, Thiệu Phục Ba đều đã gặp chuyện bỏ mình rồi. Hoàng, Lâm hai người chuẩn bị tiến hắn ta lên đường nghe vậy sửng sốt, có ý gì đây? Thiệu Bình ba đột nhiên nói đến chuyện mẫu tử Nguyễn Thị, gặp chuyện bỏ mình, đầu tiên hai người không hiểu rõ ý gì, tiếp đó không biết hắn ta nói thật hay giả. Hai người cũng thực sự không rõ tình hình, sau khi bên phủ thứ xử phái người đến thông báo chấp hành, đột nhiên xảy ra chuyện đã loạn thành một mớ, ai còn nhớ đến việc phải cho người thông báo bên này, cũng chỉ có Thiệu Tam tỉnh luôn chú ý sau khi có được tin liền kịp thời báo cho Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba chỉ vào ngực mình ta, bây giờ là nhi tử duy nhất của thứ sử Bắc Châu, các ngươi giết ta, cục diện của Thiệu gia ở Bắc Châu sẽ không có người kế tục nghe thấy lời này cộng thêm hai người lâm hoàng khá hiểu rõ tâm tính của vị này con người đột nhiên co lại hoàng đấu trầm giọng nói người giết bọn hắn thiệu bình ba không thể nói lung tung được hung phạm phủ thứ sự kia tự nhiên sẽ điều tra sắc mặt lâm hồ lạnh lẽo người cho rằng thứ sử chỉ còn lại một nhi tử là người chúng ta cũng không dám giết người sao tay đã sờ soạng chuôi kiếm thiệu bình ba không có hành động gì các ngươi chẳng qua chỉ phụng mệnh hành sự chả có gì dám hay không dám mấu chốt là giết ra sẽ có ảnh hưởng cực lớn đến đại thiện sơn thậm chí có thể nói bắc châu sẽ hoàn toàn thoát khỏi khống chế của đại tuyết sơn đại tuyết sơn sẽ bị đánh về nguyên hình hoàng đấu đưa tay cản lâm hồ rút kiếm đại công tử sắp chết đến nơi đừng dẫy dụa vô ích nữa rồi gã lại đưa tay ra ngoài làm dấu mời ta nghĩ người cũng không muốn ngã xuống ở nơi tắm rửa này nữa đi thôi chọn một nơi thích hợp chúng ta sẽ cố gắng để người không phải đau đớn để người ra đi thoải mái dễ chịu một chút Thiệu Bình Ba cũng không có ý định đi, tiếp tục bình tĩnh nói, mẫu tử Nguyễn thị chết không thoát khỏi liên quan với Đại Thiện Sơn, mặc dù không phải do tự tay các ngươi giết nhưng ở một mức độ nào đó mà nói là bị Đại Thiện Sơn bức tử. Phụ thân có lẽ sẽ hận ta, nhưng nhất định phải đối mặt với một hiện thực là, bây giờ chỉ còn mình ta là con trai. Các ngươi giết ta, ở mức độ nào đó chính là Đại Thiện Sơn đã giết sạch toàn bộ nhi tử của thứ sử Bắc Châu. Các ngươi cảm thấy sau này, phụ thân có thể không hận Đại Thiện Sơn các ngươi không? lời vừa nói ra trong lòng hai người hoàng lâm giật thót ánh mắt thiệu tam tỉnh cũng lóe lên nhưng đầu nhìn đại công tử lâm nguy không sợ ngạo nghễ đứng đó đương nhiên đại thiện sơn cũng có thể giết cả phụ thân ta đỡ đầu người khác chủ trì cục diện bắc châu nhưng đại thiện sơn dám sao tướng sĩ trên dưới bắc châu đều là nhân mã dòng chính một tay phụ thân ta xây dựng quan viên địa phương bắc châu phần lớn đều do thiệu gia ta một tay bồi dưỡng bây giờ bắc châu ngoài thiệu gia ta còn ai có thể ngồi vững được ở vị trí thứ sử các người đổi thành người khác thử xem, xem thử có xảy ra sai lầm không. Miễn cưỡng đổi thiệu ra sẽ có hậu quả gì, muốn thanh tẩy từ trên xuống dưới Bắc Châu diện tích lớn, nhưng Bắc Châu hai đầu đều là địch, Đại Thiện Sơn dám sao. Bắc có Hàn Quốc nhìn chằm chằm, Nam có Yến Quốc muốn thu lại đất cũ, nội bộ Bắc Châu vừa loạn, hai nước sao có thể để lỡ thời cơ tốt, nhân cơ hội nhảy vào, Đại Thiện Sơn làm thế nào để cản lại. Trong lòng hoàng, lâm dần trầm xuống theo lời hắn ta nói đại thiện sơn đuổi tận giết tuyệt thiệu gia ta còn muốn thiệu gia ta nghe lệnh đại thiện sơn các ngươi cảm thấy thiên hạ có mấy người độ lượng được vậy ta dám chắc chắn cha ta sau đó sẽ hận các ngươi tâm huyết nhiều năm của đại thiện sơn có thể bị hủy hoại trong giây lát bất cứ lúc nào đây chính là hậu quả đại thiện sơn bước từ ta nếu ta còn sống phụ thân ta sẽ không hận đại thiện sơn người hận chỉ có thể là ta còn ta không muốn bắc châu loạn ta đã chút toàn bộ tâm huyết vào bắc châu ta cũng sẽ không cho phép bất kỳ ai làm loạn bắc châu ta chỉ muốn Bắc Châu càng tốt hơn. Cho nên, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ tiếp tục cầu Đại Thiện Sơn ủng hộ, Bắc Châu vẫn là Bắc Châu của Đại Thiện Sơn, nội loạn trước mắt cũng có thể khống chế, chỉ là rối loạn nội bộ của thiệu gia, sẽ không ảnh hưởng đến Đại Cục Bắc Châu và Đại Thiện Sơn. chương 323, tìm đường sống trong chỗ chết hai. Sắc mặt hai người hoàng, lâm ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía thiệu bình ba vô cùng phức tạp. Lâm Hồ trầm giọng nói, người không chết, như hiếu đạo sẽ đưa băng tuyết các đến, đến lúc đó đại thiện sơn cũng đừng mong tốt hơn. Hoàng đấu gật đầu, cho dù như lời ngươi nói, cho dù đại thiện sơn có mất đi bắc châu chí ít vẫn còn có cơ hội đông sơn tái khởi, bị băng tuyết các trừng phạt sẽ khiến đại thiện sơn gặp phải hỏa diệt môn. Các ngươi sai rồi, hơn nữa còn sai rất lớn. Thiệu bình ba đang vô cùng bình tĩnh đột nhiên hét lớn một tiếng, nói đến nghiêu hữu đạo, hiển nhiên khiến trong lòng hắn ta hơi khó kìm nén, hắn ta phất tay chỉ ra ngoài, tức giận nói, đây chẳng qua chỉ là nghiêu hữu đạo đang hư trương thanh thế mà thôi, gian tặc kia tuyệt đối sẽ không dám để băng tuyết các nhúng tay vào việc này. Khụ khụ, sau đó là một trận ho khan liên tục, chỉ cần hơi tức giận là sẽ ho khan không ngừng, trong lòng bàn tay lại khạc ra tơ máu. Thiệu Tam tỉnh bên cạnh vội đưa tay tới, vỗ nhẹ sau lưng hắn ta, giúp hắn ta dừng ho. Hai người Hoàng, Lâm nhìn nhau, đợi Thiệu Bình Ba ngừng ho khan, Hoàng đấu nói, sao lại nói vậy? Hơi thở của Thiệu Bình Ba dần bình ổn lại, lại hỏi các ngươi cho rằng hắn có giao tình gì đó với đại thiện sơn thì nhất định sẽ buông tha cho đại thiện sơn sao? các ngươi cho rằng khi hắn giết ta rồi thì sẽ bằng lòng lưu lại hậu hoạn thiệu gia này sao? nếu như hắn thật sự có gan dẫn băng tuyết các đến thì chắc chắn sẽ không đi một vòng lớn như vậy chỉ để nhầm vào ta, hắn đều có thể đem tất cả những chuyện này cho băng tuyết các xử lý. vì sao hắn không làm như vậy? bởi vì hắn không dám. chuyện đã náo loạn lớn thế này, nếu thật sự lôi của băng tuyết các vào việc này một khi băng tuyết các nghiêm tra ra không đơn thuần chỉ là ta lợi dụng băng tuyết các cái bẫy hắn đặt ra không phải là đang lợi dụng băng tuyết các sao hai người hoàng lâm nghe vậy như có điều suy nghĩ cho nên hắn chỉ dám lợi dụng đại thiện sơn đối phó với ta hắn làm ra hết thảy những chuyện này chỉ để hư trương thanh thế cáo mượn oai hùng chỉ là đang lợi dụng sức uy hiếp của băng tuyết các để tạo áp lực cho đại thiện sơn muốn đẩy ta vào chỗ chết chỉ cần đại thiện sơn không giết ta gian mưu của hắn sẽ tự phá hắn chỉ có thể lặng lẽ rút đi, hắn chỉ đang hù dọa đại thiện sơn, tuyệt đối không dám làm lớn chuyện này nữa. Hai người hoàng, lâm xoắn suýt, mặc dù đối phương có lý, nhưng lỡ như đây chỉ là những lời đối phương dùng để vùng vẫy dẫy chết cầu xin đường sống thì sao? Đại thiện sơn dám mạo hiểm như vậy sao? Nếu tiếp tục chấp hành pháp chỉ tông môn, nhưng ước lượng lại hậu quả mà thiệu bình ba nói thì thực sự là rất nghiêm trọng, do đó khiến hai người hơi sợ ném chuột vỡ bình. Hai người đã ý thức được, pháp chỉ tông môn này bọn hắn không thể nào chấp hành được nữa, nhất định phải xin chỉ thị rồi quyết định sau. Thiệu Bình Ba thì tiếp tục thuyết phục, muốn giết ta rất đơn giản, ta cũng không thể chạy được. Đại Thiện Sơn nếu không tin đừng ngại đánh cược một lần, xem thử gian tặc kia có dám làm to chuyện đến băng tuyết các không. Nếu dám, các người cứ đẩy ta ra để bàn giao cũng chưa muộn. Tinh thần hai người hoàng, lâm run rẩy bảo Đại Thiện Sơn mạo hiểm đánh cược với người này. Lỡ như có gì bất chắc, người trái phải đều chết, ngươi chỉ một thân một mình nhưng đại thiện sơn làm sao đây? Thiệu tam tỉnh cũng đổ mồ hôi, có điều lão đã hiểu tại sao đại công tử phải giết mẫu tử Nguyễn Thị. Tìm đường sống trong chỗ chết, không phải dồn bản thân vào tử địa mà là dồn mẫu tử Nguyễn Thị vào tử địa. Việc này hai người hoàng, lâm không thể làm chủ, bọn hắn nhìn nhau, một người vội đi xin chỉ thị cũng là muốn xác định thử chuyện mẫu tử Nguyễn Thị là thật hay giả. Phủ thứ sử, nội trạch Nguyễn Thị, thiệu vô ba đợi tin của mẫu thân và đệ đệ đã không còn động đậy, da thịt toàn thân biến thành màu đen, vết miệng còn dính vết máu màu đen, hai mắt trừng to, chết không nhắm mắt im lặng nằm trên mặt đất trong sảnh. Ngoài sảnh, Thiệu Đăng Vân như con sư tử bị chọc giận, hai mắt đỏ bừng đầy tơ máu, tay cầm chả mã đao cùng kiểu với chả mã đao của anh Dương, vũ liệt vệ, đi tới đi lui, tức giận gào thét, ai làm. Mau bắt ra cho ta, Trung Dương húc đứng ở cửa mặt mày ngưng trọng. Có thể hạ độc ba mẫu tử này ở phủ thứ sử thì cần phải thẩm thấu sâu chừng nào trong phủ thứ sử chứ người bình thường không cách nào tiếp xúc được với đồ ăn thức uống của ba mẫu tử này. Rất nhanh, nhân viên lục soát xung quanh đến báo, đại nhân, phát hiện một nghi phạm, đã tự vấn. Thiệu đăng vân sách đao nhanh chân đi tới, cả đám người theo sau, Trung Dương Húc cũng ở trong số đó, muốn xem thử chuyện gì xảy ra. Cả đám bước vào trong một gian xương phòng, chỉ thấy một nha hoàn treo cổ trên một giải lụa trắng treo dưới xà nhà, cơ thể thẳng đứng chậm rãi đung đưa. Thiệu Đăng Vân nhận ra nha hoàn này, Trung Dương Húc cũng nhận ra, trong phủ không ít người đều biết, nha hoàn này chính là nha hoàn tâm phúc thiếp thân của Nguyễn thị. Trung Dương Húc tiến lên đưa tay lục soát, trên người vẫn còn hơi ấm, chưa chết bao lâu. Gã cho người hạ thi thể nha hoàn xuống, thi pháp kiểm tra, không có bất kỳ ngoại thương gì, cũng không có gì dị thường, dường như thật sự chết do tự vẫn. Chỉ chốc lát sau lại truyền đến tiếng cấp báo, cấp báo liên tiếp. Ở hai nơi trong viện phát hiện hai cỗ thi thể, một nam một nữ, nữ cũng treo cổ xà nhà tự vẫn, nam uống thuốc độc tự vẫn bên này lại vội vàng tiến vào xem xét kết quả khiến cho người ta kinh ngạc đó đều là hạ nhân tâm phúc bình thường hầu hạ thiệu đăng vân điều khiến thiệu đăng vân dựng tóc gáy là người chết nữ cách đây không lâu ở trong phòng công vụ xử lý công vụ còn rót trà cho ông và nguyễn thị không biết có liên quan đến việc nguyễn thị chúng độc không điều này khiến ông không thể không hoài nghi đồ mình uống có vấn đề không tất cả tình thế trên hiện trường đều chỉ về một hướng kẻ hạ độc thực sự là tâm phúc bên cạnh chủ nhân những kẻ khác không thể nào tiếp xúc được đồ ăn thức uống của chủ nhân. Thiệu Đăng Vân cầm trảm mã đao dần thở hồng hộc như trâu, bộ ngực phập phồng cực nhanh như đoán ra được gì đó. Lâm Hồ chạy tới bên này mời Trung Dương Húc đến dưới một gốc cây bên cạnh, thì thầm một lúc. sắc mặt Trung Dương Húc dần âm trầm, gã phát hiện ra mình đã bị Thiệu Bình Ba ăn mấy một quân rồi. Gã chậm rãi quay đầu nhìn về phía gian phòng nam bộc tử vẫn người vào người ra kia, cuối cùng đã hiểu rõ nguyên nhân cái chết của mẫu tử Nguyễn Thị. Thiệu Bình Ba đã lật bài ngửa với Đại Thiện Sơn, nếu xong đời thì mọi người cùng xong đời, Thiệu Bình Ba ta mà chết, Đại Thiện Sơn ngươi cũng phải chịu cái giá đau đớn khó chấp nhận. Ta còn tưởng Nghiêu Hữu Đạo ra tay độc ác, không cho ai con đường sống, ai ngờ vị kia còn độc ác hơn. Nghiêu Hữu Đạo âm tàn, vị kia ngoan độc vô tình. Hai tên này đều chẳng phải kẻ hiền lành gì, đều là nhân vật lật tay thành mây trở tay thành mưa, mà kẻ nào cũng nắm lấy Đại Thiện Sơn chúng ta ra để đọ sức, chuyện này là thế nào chứ? Hai, Giang Sơn mỗi đời đều có nhân tài, vậy mà một lúc gặp được hai tên, xem ra chúng ta thật sự già rồi. Trung Dương hút khẽ thở dài, không ngờ Thiệu Bình Ba lại có thể nghĩ ra chiêu tìm đường sống từ chỗ chết, đúng thật là tuyệt chiêu. Nếu không phải Thiệu Bình Ba vạch rõ ra để uy hiếp, gã không thể nghĩ tới điều này. Có điều gã cũng có thể lý giải, Thiệu Bình Ba đã bị dồn vào đường cùng, nếu không dù thế nào đi nữa cũng sẽ không dám gánh cái thanh danh này. Lâm Hồ thử hỏi, sư bá, làm sao bây giờ, bên đại công tử có động thủ nữa không? Tạm thời đừng động, cứ khống chế lại, chờ tông môn bàn bạc rồi định đoạt vậy. Trung Dương hút thổn thức lắc đầu, khoát tay, chuyện đột nhiên bị thiệu bình ba xoay chuyển ra thế này, việc này một mình gã không dám làm chủ. chương 324, báo ứng. Rõ, Lâm Hồ đáp, Trung Dương hút quay người đi về phía thiệu đăng vân hai tay cầm trảm mã đao đang hơi run rẩy do so dự một chút, cuối cùng vẫn nói cái chết của bọn họ e là không thoát khỏi liên quan đến đại công tử bờ môi thiệu đăng vân căng cứng sau đó giọng nói mang theo run rẩy các người đã xử trí hắn rồi chưa trung dương hút thở dài không tiện ra tay có thể hắn sẽ tránh thoát một kiếp không chết thiệu đăng vân bỗng nhiên quay đầu dường như hơi khó tin cũng có chút không tin cả nhà bọn hắn tuy được đại thiện sơn bảo vệ nhưng ngược lại tính mạng cũng bị đại thiện sơn khống chế đại thiện sơn muốn hạ sát thủ trên cơ bản không thể chạy thoát đương nhiên đây chỉ là nhằm vào người bình thường đụng tới nhi tử kia của ông thì thật sự cũng chưa chắc. Ông vốn cho rằng trong vòng một ngày, con trai mình phải chết sạch, không ngờ trưởng tử còn sống. Trong mắt giấy lên một tia hy vọng khó hiểu, hỏi, vì sao? Trung Dương hút nhìn chằm chằm đôi mắt ông, chậm rãi nói, hắn nói, mẫu tử Nguyễn Thị chết, hắn là nhi tử độc nhất của thiệu huynh, nếu đại thiện Sơn giết hắn tức là đuổi tận giết tuyệt thiệu huynh. Gã chậm rãi thuật lại những gì lâm hồ bẩm báo, hai mắt thiệu đang vân dần mở to, trong mắt, trên mặt dần dần dâng lên bi ai vô hạn. Trước kia chỉ hơi nghi ngờ, giờ hoàn toàn có thể xác định, mẫu tử Nguyễn Thị Đích thật chết trong tay nghịch tử kia. Ông hối hận vì mình đã hỏi nguyên nhân, có một số việc chẳng bằng đừng biết câu trả lời, biết rồi ngược lại lại không thể chấp nhận được. Keng, chả mã đao trong tay rơi xuống đất, Thiệu Đăng Vân lại cười, cười thảm, ha ha nói, có biết vì sao ta không dám hoàn toàn trao quyền không? Thủ túc tương tàn, ta còn sống mà đứa nào cũng không chờ được, ta đã tạo nghiệt gì mà lại dẫn đến nghiệt chướng này chứ? Trung Dương hút quay đầu phất tay với Lâm Hồ, đem người tới đây. Rõ, Lâm Hồ đáp, nhanh chóng quay người rời đi. Cút hết cho ta, Thiệu Đăng Vân đột nhiên bộc phát, người qua kẻ lại trong viện đều bị tiếng hét dạo cho giật mình, lần lượt bước nhanh rời đi. Trong đình viện nhanh chóng khôi phục yên tĩnh, chỉ còn ông và Trung Dương hút đang chờ đệ tử Đại Thiện Sơn. Thiệu Đăng Vân ngẩng đầu nhìn lên trời, chậm rãi nhắm mắt, lặng lặng đứng bất động tại chỗ đợi như vậy chừng một lúc thiệu bình ba tới trái phải là hoàng đấu và lâm hồ khống chế vẻ mặt thiệu bình ba bình tĩnh giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vẫn là đại công tử ngọc thụ lâm phong kia trung dương hút nghiêng đầu nhìn hắn ta đi tới vẻ mặt phức tạp thiệu bình ba bước lên trước chắp tay chào gã đi đến trước mặt thiệu đăng vân quy củ hành lễ nói phụ thân thiệu đăng vân thờ ơ một lúc rồi mới chậm rãi hỏi là ngươi làm sao thiệu bình ba biết mà còn hỏi không biết phụ thân chỉ chuyện gì Thiệu Đăng Vân chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm phía hắn, nhìn chằm chằm nhi tử mình coi trọng nháy này, mắt đầy bi thương hỏi, nhị nương ngươi, hai đệ đệ ngươi đều do ngươi giết. Thiệu Bình Ba là nghiêu hữu đạo làm, hơi đột ngột, lại bồi thêm một câu, thực sự là nghiêu hữu đạo làm, nếu không phải hắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Gương mặt Thiệu Đăng Vân co quắp kịch liệt, căn răng nói, sao không giết luôn cả ta đi. Thiệu Bình Ba lặng im không nói, ánh mắt bình tĩnh đối mắt với phụ thân, kiên định mà không nao núng. Thiệu Đăng Vân cười ha ha, có phải lão già ta đây vẫn còn giá trị lợi dụng không? Có phải sợ ta chết không khống chế được cục diện Bắc Châu? Súc sinh, người có nhớ người đã đồng ý gì với ta không? Người đã đồng ý tha cho mẫu tử bọn nó một con đường sống. Thiệu Bình Ba hỏi lại, chuyện đã đồng ý với phụ thân, dĩ nhiên con sẽ làm được, cùng lắm một ngày nào đó trong tương lai con sẽ giam lỏng bọn họ. Nhưng nếu con chết rồi thì còn làm tròn lời hứa thế nào, còn tha cho bọn họ con đường sống thế nào? bọn họ muốn giết con xin hỏi phụ thân một câu người có ngăn cản không người ngăn cản được không chát một cái tát vang dội một bàn tay thiệu đăng vân hung hăng tát mạnh lên mặt hắn ta dấu bàn tay đỏ tươi trong nhát mắt hiện lên trên mặt thiệu bình ba thiệu bình ba bị đánh nghiêng đầu một bên vẫn lặng im không tránh né chát thiệu đăng vân lại phất tay vung ra một cái tát nữa má bên kia lại thêm một dấu tay đỏ tươi thiệu bình ba vẫn đứng đó không tránh Thiệu Đăng Vân thật sự hận không thể một đao chém chết tươi hắn ta, nhưng nhìn khuôn mặt giống mẹ kia của hắn ta, ông lại nhớ tới thê tử kết tóc đã qua đời kia, nhớ tới lời phó thác trước khi lâm chung của thê tử kết tóc, tất thảy vẫn còn rõ mồn một trước mắt, lo lắng, lòng như đau cắt. Ông nắm chặt vạt áo nhi tử, kéo đến gần, đối mặt với nhi tử, gương mặt giữ tợn, xúc sinh. Coi như ngươi đạt được rồi thì sao, gánh cái ô danh giết mẹ, tàn sát huynh đệ, cả đời này ngươi sẽ không ngẩng đầu lên được cầu thả cả đời người sống còn ý nghĩa gì vì sao còn không chết đi thiệu bình ba hứng hai cái tát trên mặt vẫn bình tĩnh nói chỉ có người sống mới có thể cười đến cuối cùng cho nên không thể chết ngược lại càng phải quyết trí tự cường nỗ lực phấn đấu bình luận với kẻ thất bại không giống với bình luận về kẻ thành công chê khen đều do người thắng quyết định người đứng trên đỉnh núi không thể nghe được tạp âm dưới núi chỉ có thể nhìn thấy một đám người phủ phục bái lạnh vạn người cùng kêu hô vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế thất vọng trong mắt đầy thất vọng, Thiệu Đăng Vân mang theo vẻ mặt đầy thất vọng nhìn nhi tử này, dường như bắt đầu từ sau khi mẫu thân hắn ta qua đời, nhi tử thông minh hoạt bát này dần thay đổi tính tình. Ông chậm rãi lắc đầu, sao ngươi lại thành ra thế này? Ta lại muốn xem thử ngươi có thể cười đến cuối không? Dường như đến hôm nay ông mới thật sự nhận ra nhi tử mình là người như thế nào? Đẩy nhi tử một cái, Thiệu Đăng Vân quát, người đâu? Bên ngoài có vài người nghe tiếng chạy tới nghe lệnh, Thiệu Đăng Vân chỉ vào nhi tử, cắn răng nói, đem hắn nhốt vào địa lao, chờ đại thiện sơn xử lý. Mấy tên thủ hạ nhìn nhau, không đợi bọn họ hành động, thiệu bình ba đã tự mình quay người rời đi, không để bọn hắn phải khó xử. Thiệu đăng vân cũng quay người đi, có điều lưng đã còng thêm một chút, vẻ mặt tiêu điều giống như gỗ mục, bước chân nặng nề mà chậm chạp, trong nháy mắt dường như già đi mấy chục tuổi. Đưa mắt nhìn hai phụ tử tan cuộc, trung dương hút đưa tay, phi tháp hút lấy chả mã đao nơi tay, quay đầu vẫy một đệ tử tới, dặn dò sau này đồ ăn uống của mình đừng trông cậy vào người khác, mình phải cẩn thận kiểm tra một chút. Rõ, đệ tử kia đáp, trở lại gian phòng của mình thiệu đăng vân tiến vào trong một tính thất người khác không được tự tiện xông vào. Trong phòng có đặt hương án, trên vách tường bên trên có treo một bức họa, trong bức họa là một nam tử oai vũ người mặc chiến giáp ngồi trên lưng ngựa ghim ngựa đứng đó, khí thế uy vũ. Phía dưới bức họa bày một linh vị, trên viết mấy chữ, Ninh Vương Thương Kiến Bá Đại Tư Mã Yến Quốc Chi Vị. Thiệu Đăng Vân đi đến trước hương án, đốt mấy nén nhang cắm vào lư hương, chậm rãi lui ra sau, nhìn bức họa, chậm rãi khuỷu gối quỳ lên bổ đoàn, dập đầu. Sau khi dập đầu ba cái, đầu dán sát mặt đất không ngừng lên, bả vai run run, phát ra tiếng khóc báo ứng. Báo ứng, vương ra, nô tài sai rồi. Khi ông ngẩng đầu lên nước mắt đã tuôn đầy mặt, lúc nãy đối mặt với thê nhi chết thảm ông cũng không khóc, giờ đối mặt với linh vị thương kiến bá lại buồn thương khóc cho rối tinh rối mù. Trong màn đêm, cửa thành thành bắc châu khóa chặt đại quân điều tra bốn phía huyên náo đến mức khiến người ta bàng hoàng nghe nói là có thích khách lẻn vào phủ thứ sử hành thích dưới ánh trăng sáng trên mặt sông một chiếc thuyền chậm rãi trôi ngoài chiếc thuyền trên một tiểu án lục thánh trung ngồi xếp bằng bên chân nhấc hộp cơm mở ra lấy rượu thịt mua trên đường ra dần dần xếp lên đào yến nhi quỳ gối đối diện định đưa tay ra giúp lục thánh trung đưa tay ngăn cản trước giờ luôn là muội hầu hạ ta giờ chuyện nhẹ nhàng thế này cũng để ta hầu hạ muội một lần chứ Chương 325, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Đào Yến Nhi nơi thẳng người dậy chỉ đành chậm rãi quỳ trở lại trên chân mình, trầm mặc. Sau khi dọn xong thịt rượu, Lục Thánh Trung đích thân rót rượu, sau đó nâng chén lên nói, giữa trời đất này chỉ có hai người ta và muội, trăng sáng sông dài, ngày vui cảnh đẹp, gió sông mát mẻ, cùng uống một chén nào. Đào Yến Nhi hai tay nâng chén rượu, sau khi uống xong thử hỏi, "Ca ca, chuyện cần làm đã làm xong rồi." Lục Thánh Trung gật đầu mỉm cười, cứ coi là vậy đi. Đào Yến Nhi cúi đầu, thấp giọng nói, có phải muội cũng sắp chết rồi không? Ánh mắt Lục Thánh Trung lóe lên, muội suy nghĩ nhiều rồi. Sau đó gã lấy một tờ giấy trong tay áo ra đưa cho nàng, khế ước bán thân của muội, cho muội, từ nay về sau muội được tự do rồi. Đào Yến Nhi nhận lấy nhìn thử, lặng lẽ cất đi, lại thấp giọng hỏi, chúng ta đi đâu? Lục Thánh Trung, đi đến đầu tính đến đó, ngày mai sau khi thuyền cập bờ, muội tự tìm chỗ để đi đi. Đào Yến Nhi, muội không biết nên đi đâu, hãy mang muội đi cùng với. Lục Thánh Trung lắc đầu, hai người vừa ăn vừa uống, thưởng thức ánh trăng trên sông, tán gẫu. Màn đêm buông xuống, hai người cởi quần áo trong thuyền cỏ, quấn quyết lấy nhau, Đào Yến Nhi chủ động dâng hiến nhu tình vô tận. Con thuyền cỏ tròng trành rồi dừng lại, sau khi dừng lại một lúc lâu, Đào Yến Nhi nhìn nam nhân ngủ say bên cạnh, nhẹ nhàng bò lên, nhẹ nhàng đi vào đuôi thuyền, chậm rãi vịn thuyền xuôi theo xuống nước, im lặng nhảy xuống nước không một tiếng động. Đợi sau khi nàng lại nổi lên mặt nước lấy hơi, một đạo hàng quang lóe lên dưới ánh trăng, một trường kiếm phóng tới bọt nước té lên rồi trực tiếp xuyên qua lưng nàng, vệt máu lan khắp nước sông. Đào Yến Nhi đau đớn kêu lên một tiếng sặc một ngụm nước, thời khắc nhảy lên mặt sông đã nhìn thấy Lục Thánh Trung đứng chắp tay trên thuyền dưới ánh trăng. Chiếc thuyền được điều khiển bằng pháp lực, trôi về phía bên này. Thuyền đến gần, Đào Yến Nhi đưa tay chụp lấy mạn thuyền, Hoảng sợ thở dốc nói: "Cứu muội, cứu muội." Lục Thánh Trung ngồi xổm trước mặt nàng, thắc mắc nói: "Muội biết bơi à? Ta vừa nói thả cho muội tự do sao muội phải bỏ chạy?" Đào Yến Nhi lắc đầu đau đớn, mặt đầy vẻ cầu khẩn: "Huynh không chịu dẫn muội đi. Muội chỉ muốn tìm một con đường sống." Lục Thánh Trung đưa tay bóp cổ nàng: "Muội không nên chạy, ta muốn diệt khẩu nhưng ta thật sự không đành lòng ra tay, nếu không ta không cần thiết phải mang muội chạy đi xa như vậy, ta vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng." Ngụy có tin không? Đào Yến Nhi gật mạnh đầu, bày tỏ sự tin tưởng. Không, muội không tin, Lục Thánh Trung lắc đầu, tay vặn một cái, rút kiếm ra, một tay chống kiếm đứng trên đầu thuyền, gương mặt căng cứng điều khiển thuyền phiêu đáng trôi đi. Mặt sông dưới ánh trăng, một cỗ thi thể trôi lành bềnh. Trong lao, bóng lửa bốc lên trong chậu than khiến hình phòng càng nhuộm thêm màu dữ tợn. Phó thiên nam cột trên cột hành hình đang cúi đầu, dường như thoi thóp, máu me khắp người, một thân y phục hoa lệ rách rưới có thể nhìn thấy miệng vết thương đang chảy máu. một cuộc thẩm vấn nghiêm hình tra tấn hai huynh đệ vô ba phục ba vừa đổ thủ hạ hai người có thể có ai nữa bên lăng ba phủ biết rất rõ ràng nên đã nhanh chóng cho người bắt phó thiên nam đi trong tình huống này kẻ suýt nữa thì giết được thiệu bình ba lại rơi vào tay lăng ba phủ có được quả ngon để ăn mới lạ két cửa sắt truyền đến tiếng mở chốt chói tai thiệu tam tỉnh tiến vào sau khi xác định thiệu bình ba tạm thời không cần lo lắng cuối cùng lão đã có tâm tử để ý đến chuyện khác. Đầu mục phụ trách thẩm vấn bên này quay đầu lại nhìn, thấy vị này tới vội vàng chạy qua nghênh đón, chắp tay chào tam gia. Thiệu tam tỉnh đi vào trong liếc mắt nhìn kẻ treo trên giá hành hình, nhíu mày hỏi, sao vẫn chưa cho ta câu trả lời chắc chắn, tình hình như thế nào. Đầu mục hơi lúng túng nói, tam gia, có chút ngoài ý muốn, tên khốn mặt hoa gia phấn này hình như không vô dùng như người nói, cũng không chịu nói gì, miệng cứng lắm, sống chết không chịu cung khai. Ồ, Thiệu Tam tỉnh cũng cảm thấy bất ngờ, một thiếu gia ăn chơi có tiếng sao xương cốt lại cứng vậy, có thể chịu được đại hình nơi này. Lão cảm thấy hơi không có khả năng liền nhanh chân tiến vào trong, đến gần trước giá hành hình nhìn thử, thấy võ thiên nam vô cùng thê thảm, lão lại đưa tay gầy gầy miệng vết thương của hắn ta xem thử, không sai, thực sự hành hình rất tàn nhẫn. Trong mắt thiệu tam tỉnh thật sự hiện lên tia kinh ngạc, cũng không ngại bẩn, đưa tay bưng cầm võ thiên nam lên, sờ rạch xung quanh gương mặt võ thiên nam, vô cùng cẩn thận kiểm tra thằng nhãi này đầu mục biết lão hoài nghi gì để chứng minh không phải bên này vô năng gã chắp tay nói tam gia mời tạm lui một bên thiệu tam tỉnh quay đầu liếc gã một cái thả võ thiên nam ra rồi lui ra sau đầu mục lập tức khua tay với thủ hạ rắc chút gia vị đi bên cạnh lập tức có người khiêm thùng nước muối đến hất từng muỗng nước muối tát vào võ thiên nam nước muối vừa chạm vào miệng vết thương bị da chóc thịt bong võ thiên nam đang hôn mê lập tức kéo căng cơ thể tỉnh táo lại, dây xích sắt cột lấy hắn ta cũng không ngừng vang lên tiếng len keng. Phó thiên nam kêu rên đau đớn, suýt chút nữa thì nghiến nát răng. Đầu mục khiển trách quát mắng, nói hay không? Phó thiên nam đang căng cứng dần thả lỏng, thở hồn hển nói, ta nói rồi, ta không biết gì cả, các người bắt nhầm người rồi. Ngay từ đầu hắn ta đã biết sẽ bị cuốn vào trong nguy hiểm này, có điều không ngờ nguy hiểm lại đến nhanh như vậy. Sở dĩ không chịu thua là vì hắn ta còn ôm hy vọng, chỉ cần dáng cho tới khi thiệu bình ba đổ, hắn ta vẫn còn cơ hội xuất đầu. Hắn ta càng kiên trì gắng ngược, nhị công tử cùng tam công tử sẽ càng không bạc đãi hắn ta. Có tín niệm để chờ đợi dĩ nhiên có thể chịu đựng hơn một chút. Mặt khác, hắn ta vẫn còn tơ tư tưởng đến đảo Yến Nhi, không muốn bán đứng làm liên lụy đảo Yến Nhi. Còn dám mạnh miệng, đầu mục cười lạnh một tiếng, quay người đi đến chậu than một bên, rút ra một chiếc bàn ủi bị nung đỏ, định đâm lên người võ thiên nam. Võ thiên nam đau đớn nhắm hai mắt, đã chuẩn bị sẵn để chịu đựng, hành hình này trước đó hắn ta cũng đã từng phải chịu. Bên cạnh, thiệu tam tỉnh đưa tay ngăn cản đầu mục, dường như lão đã nhận ra gì đó, phất tay nói, thả hắn ra, đi theo ta. Rước lời lão quay người bỏ đi, bên này lập tức làm theo, giải võ thiên nam ra khỏi đại lao. Một chiếc xe ngựa ngoài đại lao trực tiếp đưa võ thiên nam đến một đại sảnh trong phủ thứ sử. Trong sảnh bày ba bộ thi thể, chính là thi thể ba mẫu tử Nguyễn Thị. Thiệu tam tỉnh phất tay ra hiệu, để cho người ta ép võ thiên nam tới để Võ Thiên Nam nhìn thật kỹ. Nhìn thấy thi thể mẫu tử Nguyễn Thị, đầu tiên là đầu mục thẩm vấn kia lấy làm kinh hãi. Ba mẫu tử chết phủ thứ sử tạm thời phong tỏa tin tức, cho nên gã còn chưa biết. Còn Võ Thiên Nam sau khi nhìn thấy huynh đệ thiệu thị chết không nhắm mắt, mặt mày bầm đen chỉ có thể trợn mắt hốc mồm, tự lẩm bẩm tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn ta không ngờ trận đấu đá giữa mấy huynh đệ thiệu thị lại tàn khốc như vậy, ban ngày chẳng thấy người còn tốt đẹp, bây giờ đã thành tử thi rồi. Một tia hy vọng cuối cùng đã bị phá hủy, ý chí cả người trong nháy mắt tan rã, hoàn toàn rơi vào thấp thỏm lo âu. Thiệu Tam tỉnh lặng lẽ liếc xéo, ngươi là cái thá gì, dám cuốn vào mấy chuyện này. Ta không biết ngươi đã an bài xong hậu sự chưa, nếu chưa, lúc này có lẽ bên huyện Bình Xuyên đã bắt được người nhà ngươi rồi. Phối hợp tốt ta còn cố gắng tha ngươi một đường, cũng buông tha cho người nhà ngươi, nếu không, cả nhà ngươi đi cùng bọn họ đi. Lão hất cầm về phía thi thể mẫu tử Nguyễn Thị, Tam ra tha mạng ta khai, ta khai, võ thiên nam nói, yêu thương với đảo Yến Nhi cuối cùng cũng đã bị hắn ta vứt ra sau đầu. chương 326, họa lớn trong lòng một. Rất nhanh, một đội nhân mã áp giải võ thiên nam nhanh chóng đi đến nơi ở của huynh muội đào quân. Nơi đây đã sớm không có ai, phòng chống, không tìm được người đâu, võ thiên nam tin lời thiệu tam tình, thật sự đã bị người ta lợi dụng rồi. Lúc này mới tỉnh ngộ ra, mình đã bị chúng mỹ nhân kế trong truyền thuyết, hắn ta không thể nào ngờ mỹ nhân kế thường nghe thấy trong chuyện lại bị áp dụng trên người mình, không ngờ mình cũng có tư cách hưởng thụ đãi ngộ này. Hắn ta mang theo thương tích thê thảm đầy người, ở trong phòng gào khóc. Ngày hôm sau, phủ thứ sử công bố tin mẫu tử Nguyễn Thị chết, có điều không nói thiệu bình ba hạ độc, chỉ nói là hậu quả thích khách đột nhập hành thích. Tin tức vừa đưa ra cả thành đã nổ tung, trong lúc nhất thời, cả phủ thành Bắc Châu, toàn bộ chuyện vui lớn nhở đều tạm dừng vô thời hạn màu hiếu tan trắng tràn khắp các phố lớn ngõ nhỏ phủ thành Bắc Châu, tất cả những nơi tầm hoàn chơi nhạc lớn nhỏ đều tạm dừng kinh doanh. Trong sơn cốc ngoài thành quận Thanh Sơn, dưới một thác nước, Nhiêu Hữu Đạo đứng trên một tảng đá dưới thác nước, mặc cho thác nước trà sát đánh lên người. Nhiêu Hữu Đạo cọ rửa dưới dòng nước xong lại lắc người, nhắm mắt chậm rãi lắc lư cơ thể trong màn nước, cảm nhận lực đạo liên miên đang cọ rửa mình, cảm nhận được sự biến hóa của lực cọ rửa khi mình lắc lư. Bây giờ, mỗi ngày hắn đều đứng dưới thác nước, kết hợp tâm pháp càn khôn quyết trong lúc cọ rửa hơn một canh giờ. Lúc gió thổi lên thì đứng trong gió, cảm nhận gió xâm nhập. Lúc trời mưa thì đứng giữa mưa tiếp nhận dòng nước mưa tưới nhuần. Tắm dưới ánh bình minh, cảm nhận ánh sao trời, cả người đã đen hơn nhiều. Đây là phương thức tu luyện vô vị buồn tẻ nhất, phương thức tu luyện có tốc độ tu hành chậm nhất, thậm chí không cảm nhận được tiến độ tu hành, là chuyện ngày này giống ngày nọ vô cùng nhàm chán. Đổi lại là viên cương chắc chắn sẽ không làm chuyện nhàm chán này, nhưng Nưu Hữu Đạo lại ngày qua ngày làm công việc cô quạnh ấy. Tu hành một thời gian cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả, như Hữu Đạo đã nắm bắt được một tia linh quang chợt lóe lên trong cô quạnh, giống như cảm nhận được một hạt mưa bụi quất vào mặt trên sa mạc, điều này dường như đã giúp hắn tìm được phương hướng. Cảm giác đó giống như tìm kiếm được hy vọng trong sa mạc vô biên không bờ bến, hy vọng tìm được mưa, hắn tin nếu có thể giáng một trận mưa lớn xuống, mảnh sa mạc hoang vu này cũng sẽ biến thành đồng cỏ xanh lá, nở ra những đóa hoa rực rỡ. Mưa không ở trời mà ở tâm, cần một trận mưa tâm. Hắn tin chỉ cần cảm ngộ của mình đủ sâu, trái tim tê liệt kia cuối cùng sẽ đón nhận biến hóa. Viên Phương từ trên vách núi bay xuống xuống đáp bên thác nước, gọi đạo ra. Như Hữu đạo đầu tóc bù xù đứng lắc lư trong thác nước bỗng nhúc nhích lông mày, biết không phải chuyện quan trọng đối phương sẽ không quấy dày mình tu luyện, lách mình xông ra khỏi thác nước, đáp lên bờ, hơi nước trên người bắt đầu bốc lên. Đợi người hắn khô rồi, Viên Phương mới đưa mật tín đã dịch xong cho hắn sau khi cầm mật tín lên xem, mày như hiếu đạo nhân lại, sau đó dần lộ vẻ đăm chiêu, cuối cùng xé bỏ mật tín, cười khổ lắc đầu e đã để thiệu bình ba trốn thoát một kiếp rồi. Nội dung mật tín viên phương cũng đã xem ra, chỉ nói mẫu tử Nguyễn Thị gặp chuyện, những chuyện khác không nói. Trên thực tế vì phủ thứ sử phong tỏa tin tức, không để việc xấu trong nhà lộ ra ngoài, chuyện xảy ra trong phủ thứ sử bên Thượng Thanh Tông không biết rõ tình hình, Tống Thư và Trần Quy Thạc cũng không rõ, lục thánh trung càng không nắm rõ tình hình cũng không biết suốt cuộc phủ thứ sử bắc châu đã xảy ra chuyện gì cho dù là lục thánh trung hay trần quy thạc tin tức đều bí mật tập trung về phía ngụy đa do ngụy đa gửi đi thật sự là LLTA và trần quy thạc đều không tiện dùng kim xí đưa tin dưới mắt thiệu bình ba còn ngụy đa thì có thể mượn thượng thanh tông che giấu vì tiện thả kim xí đương nhiên hiện tại lục thánh trung và trần quy thạc vẫn chưa biết ngụy đa là người bên này ngụy đa ở thượng thanh tông cũng rất ít lộ diện ra ngoài cho nên, viên phương hơi thắc mắc nói, lục thánh trung làm việc không tốt, phá hỏng rồi sao? Nghiêu hữu đạo lắc đầu, không, hắn làm rất tốt, có thể làm được đến bước này đã coi như không tệ rồi. Điều này tuyệt đối không ngoa, nghiêu hữu đạo hắn luôn chờ thiệu bình ba xuất thủ, một khi bên băng tuyết các có phản ứng, lục thánh trung sẽ ra tay ngay. Thực ra yêu cầu này hơi hà khắc, phủ thứ sử không phải lục thánh trung hắn ta muốn vào là vào, huynh đệ triệu thị không phải lục thánh trung muốn gặp là gặp. Lục Thánh Trung có thể làm đến mức vừa nhận được chỉ thị là truyền đạt ngay đến trước mặt huynh đệ triệu thị đã rất không dễ dàng rồi. Mấu chốt là, công tác chuẩn bị trước đó còn không thể để thiệu bình ba phát giác ra, nhưng Lục Thánh Trung vẫn hoàn thành mỹ mãn ý đồ của Ngưu Hữu đạo hắn. Nếu nói Lục Thánh Trung làm không tốt thì khó tránh khỏi quá đáng. Viên Phương càng không hiểu, y đã xem qua mật tín, lại hỏi, đạo gia, vậy sao biết thiệu bình ba có thể tránh thoát một kiếp? Ngưu Hữu đạo thở dài, rất đơn giản, nếu thiệu bình ba chết rồi, thiệu gia sẽ không chỉ công bố tin mẫu tử Nguyễn Thị chết, có công bố cũng sẽ công bố chung, không lý do gì cách một thời gian nữa lại công bố tin tử của thiệu bình ba cho thêm một chuyện tang sự. Viên Phương chớp mắt nói, muốn giết chết thiệu bình ba, sao cuối cùng lại giết mất mẫu tử Nguyễn Thị. Nghiêu Hữu đạo ha ha cười khổ nói, kẻ vừa chết của thiệu gia trùng hợp là kẻ đối đầu với thiệu bình ba, còn cần phải nói sao. E 3 mẫu tử này bị thiệu bình ba xử lý, quá trình không khó suy đoán, có thể để thiệu bình ba hạ đòn sát thủ với ba mẫu tử vào lúc này ắt có nguyên nhân. Nguyên nhân gì quá rõ ràng, ba người sớm không chết muộn không chết lại vừa vặn chết vào lúc này, rất rõ ràng là khi mưu đồ chưa thành đã bị thiệu bình ba phát hiện. Hai, ta phải nói hai huynh đệ thiệu ra này, ta phí hết tâm tư giúp bọn hắn một chút, kết quả chuyện này cũng có thể để lộ tin tức cho thiệu bình ba biết, ta cũng chẳng biết nên nói bọn hắn thế nào cho phải đây. Đương nhiên, hắn cũng không phải là thật sự muốn giúp hai huynh đệ kia, không thân không thích, căn bản không quen biết nhau, sao có thể có lòng tốt mạo hiểm giúp đỡ người ta chứ? Chẳng qua là hắn biết cho dù Bắc Châu có rơi vào tay hai người kia cũng chẳng có gì đáng lo. Nhưng hắn vẫn muốn nói một câu, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội giống như heo. Cũng làm hắn không thể không liên tục cảm thán, ba mẫu tử ở ngay phủ thứ sử, Thiệu Bình ba muốn giết là giết, từ đó có thể thấy thằng nhãi kia có gốc rễ rất sâu trong phủ thứ sử Bắc Châu, vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta, e cũng vượt xa sự tưởng tượng của Thiệu Đăng Vân nếu không Thiệu Đăng Vân sẽ không để ba mẫu tử kia bị ngộ sát dễ dàng như vậy đâu, dù sao đó cũng là hai nhi tử ruột của lão mà. Cứ thế, Thiệu Bình ba có thể tùy tiện xử lý ba mẫu tử kia cũng chẳng có gì là lạ. Dáng vẻ viên phương như bừng tỉnh đại ngộ, chậm rãi gật đầu, sau đó lại nghi hoặc nói, trên thư nói, sau khi chuyện xảy ra lúc nào cũng có thể gặp đường nghi đến tìm Thiệu Bình ba, đến cầu kiến hỏi thăm tình hình Thiệu Bình ba, kết quả là không gặp được, chẳng lẽ không phải Thiệu Bình ba đã gặp nạn sao? Như Hữu đạo khoát tay, chính vì đường nhi không gặp được, mới hợp tình lý, ta mới kết luận là thiệu bình ba xử lý ba mẫu tử kia. Thiệu bình ba làm ra chuyện này tám chín phần đã bị khống chế, chắc giờ bên đại thiện Sơn không tiện đưa ra quyết định, muốn xem thử phản ứng bên phía ta, cũng xem thử phản ứng của băng tuyết các, đã chuẩn bị sẵn để bước thiệu bình ba ra bàn giao bất cứ lúc nào. Trong thời gian ngắn có lẽ thiệu bình ba đừng mong được tự do. mươi 327, Họa lớn trong lòng hai. Viên Phương nghi ngờ, đạo gia, bố cục lần này của người không phải để ép Đại Thiện Sơn giết hắn sao? Đại Thiện Sơn dám mạo hiểm tha cho hắn à? Móa nó, lão tử thấy hắn cũng thâm độc đấy. Nói đến đây cái, như hiểu đạo không nhịn được văng tục, nghiêng đầu chửi một tiếng, mặt tự diễu nói, theo lý Đại Thiện Sơn phải giết hắn, vào thời điểm mấu chốt này không nên lại chọc giận thiệu đăng vân mới đúng, chẳng lẽ vò mẻ không sợ rơi sao? Lúc đầu ta cũng không hiểu thằng cháu trai kia có ý gì, nhưng kết hợp với tình hình bên kia, góp nhật mọi chuyện để nghĩ thì thấy sự việc rất đơn giản. Đại thiện sơn muốn giết thiệu bình ba, thiệu bình ba trong thời khắc mấu chốt giết mấu tử nguyễn thị, vậy sao đại thiện sơn lại không giết thiệu bình ba? đây là có ý gì? chuyện biến hóa ở ngay cái chết của mấu tử nguyễn thị. chắp tay nhìn trời, thở dài, nắm chặt điểm mấu chốt này sẽ hiểu ngay. sinh tử của mấu tử nguyễn thị có quan trọng với đại thiện sơn không? không quan trọng, đại thiện sơn sợ thiệu bình ba sao? đã chuẩn bị giết hắn dĩ nhiên là không sợ. Như vậy sao mẫu tử Nguyễn Thị vừa chết Đại Thiện Sơn đã không dám động thủ với Thiệu Bình Ba? Mắt phiên phương sáng lên, dù sao Thiệu Đăng Vân cũng không phải là món đồ trang trí. Như hữu đạo gật đầu, giết Thiệu Bình Ba kiên kỵ Thiệu Đăng Vân là vì sao? Đạo lý rất đơn giản, Thiệu Bình Ba là nhi tử Thiệu Đăng Vân. Trước kia vì sao không cố kỵ điều này? Vì mẫu tử Nguyễn Thị chưa chết, vì sao mẫu tử Nguyễn Thị chết lại kiêng kỵ? Phiên phương trong nháy mắt bừng tỉnh ngộ, thốt lên, vì Thiệu Đăng Vân chỉ còn lại một nhi tử này thôi. Đúng vậy, Thiệu Đăng Vân chỉ còn lại một nhi tử này, nếu Đại Thiện Sơn giết. Đại Thiện Sơn không sợ Thiệu Đăng Vân, điều duy nhất khiến Đại Thiện Sơn kiêng kỵ Thiệu Đăng Vân chính là lợi ích ở Bắc Châu. Đại Thiện Sơn sợ Bắc Châu xảy ra đại loạn, trên dưới hai nước nhìn chằm chằm Bắc Châu sẽ xảy ra hỗn loạn. Ngưu Hữu Đạo ha ha một tiếng, mặt mày bất đắc dĩ, cho nên ta mới nói tên khốn kia độc ác, nếu hắn không làm như vậy ta cũng không nghĩ đến hướng này. Giờ trong thời điểm mấu chốt tên đó lại dùng chiêu này vãn hồi bại cục, 89 phần 10 là đem việc thiệu đăng vân khống chế Bắc Châu ra áp chế khiến đại thiện Sơn sợ ném chuột vỡ bình. Viên phương hít sâu một hơi, lấy phương thức giết huynh đệ ruột và kế mẫu ra để bảo vệ bản thân, quả là quá ngoan độc. Giờ y đã hiểu vì sao đạo gia có từ bi thế nào cũng nhất định phải diệt trừ thiệu bình ba, ánh mắt nhìn người của đạo gia cũng chuẩn thật. Đạo gia, buộc hắn làm ra loại chuyện này, thù này xem như kết, loại người này cũng không thể lưu lại, phải nghĩ cách diệt trừ thôi nghiêu hữu đạo tự diếu người nghĩ ta không muốn sao đã làm đến mức này còn không diệt được hắn ta tạm thời thực sự không thể làm gì được hắn hắn đã đoán đúng là ta không dám làm lớn đến bên băng tuyết cát nếu không đã không dám dùng hiểm chiêu này người này còn khó dây dưa hơn ta tưởng đúng là họa lớn trong lòng viên phương xoa đầu chọc chợt nói đạo ra ta có một ghế nghiêu hữu đạo a một tiếng nhìn y hứng thú nói nói thử xem Viên Phương cười gian nói, phái người đi Bắc Châu tung tin đồn nói Thiệu Bình Ba muốn giết Thiệu Đăng Vân đoạt quyền, chỉ giết được mẫu tử Nguyễn Thị bị Thiệu Đăng Vân may mắn tránh thoát một kiếp bắt được. Tướng sĩ Bắc Châu chắc chắn phải đi xác minh, nhìn thấy Thiệu Bình Ba quả nhiên bị bắt, đến lúc đó. Hi hi, như Hữu Đạo lắc đầu, vô dụng, đồng giao lần trước không thể khiến phụ tử hắn bất hòa, ngược lại còn khiến Thiệu Đăng Vân càng thêm coi trọng hắn, có thể thấy Thiệu Đăng Vân này có tài làm tướng soái, rất có lòng dạ, khó trách năm đó có thể được thương kiến bá trọng dụng lần này thiệu đăng vân không xử trí hắn sợ là vẫn phải bảo vệ hắn chỉ cần thiệu đăng vân muốn bảo vệ hắn tướng sĩ chạy tới phụ tử hắn chỉ cần diễn kịch lời đồn tự bị phá thôi viên phương nhíu mày nói thầm vậy thật là đáng tiếc quá đáng tiếc nghiêu hữu đạo hiểu y nói gì dính đến băng tuyết khác lại gây ra động tĩnh lớn như vậy ở băng tuyết khác bên kim châu truyền tin đến ngay cả hàn băng đại tổng quản băng tuyết khác cũng bị kinh động giờ thực sự không tiện lộ ra tình huống thật bên thiệu bình ba nếu không chắc chắn có thể triệt để bôi xấu thanh danh Thiệu Bình Ba. Nhưng Nghiêu Hữu Đạo thật sự không dám, hắn tin Thiệu Bình Ba cũng không dám tính kế băng tuyết các. Lén lút làm một hai lần còn được, cứ đem băng tuyết các người ta ra kéo tới kéo lui, coi băng tuyết các người ta là bùn nặn sao. Bùn nặn còn biết tức giận huống hổ băng tuyết các, thực sự có can đảm kéo tới kéo lui người ta, chọc giận người ta, còn trông cậy người ta ngồi xuống chậm rãi nghe hai bên các người nói lý sao. Chỉ mong ai cũng đừng hòng chạy thoát. Như hữu đạo vỗ vỗ bả vai viên phương, cũng không phải quá đáng tiếc, vẫn có thu hoạch, lời đòn của băng tuyết các lần này rõ ràng là nhắm đến ta, phàm là kẻ có thù với ta hoặc nhắm đến ta, chỉ cần không muốn bị băng tuyết các để mắt đều phải thu liếm một chút, chỉ ít triều đình yến quốc sẽ tạm thời không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Tương tự như vậy, thiệu bình ba vô duyên vô cớ tặng không cho đạo ra một tấm bùa hộ thân. Viên cương cười hì hì, có điều cách của người cũng khá có lý cho dù tạm thời không làm gì được hắn nhưng cũng có thể kéo dài tốc độ phát triển an toàn của hắn, phải cố gắng gây rối hắn, chân mũi dù nhỏ cũng có thịt, có thể có cơ hội đả kích vậy sao lại không làm. Không phải chỉ nhìn chằm chằm Bắc Châu, dã tâm tên kia không chỉ riêng một Bắc Châu, người đi tìm thương Triều Tông, bảo hắn cho người đi tung tin đồn ở các nước. Được, viên phương cười hớn hở gật đầu, Ngưu Hữu đạo chỉ ngón tay về phía y, liên lạc với Lục Thánh Trung, nói cho hắn biết thiệu bình ba tạm thời có lẽ đã mất tự do, hẳn đã không thể điều động thân thủ đại thiện sơn rồi, giờ chính là lúc hiệu bình ba yếu thế nhất, bảo hắn trong điều kiện bảo đảm an toàn của bản thân cứ thoải mái tay chân mà hành động. Vẫn câu nói đó, không giết được hắn cũng phải quấy rối hắn, cố gắng để trì hoãn tốc độ phát triển an toàn của hắn. Được, viên phương lại cười hì hì gật đầu. Sau khi rời khỏi bên này, viên phương truyền tin cho bên Bắc Châu trước, sau đó đi thẳng đến thủ phủ quận. Đợi sau khi y rời đi, thương Triều Tông và Lam Như Đình Đình ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Làm như đình buông tiếng thở dài, chả khó trách bên cạnh lại kiếm về mấy môn phái bảo hộ, xem ra đạo gia đã quyết định đấu với thiệu bình ba kia rồi. Hai, thương triều tông cũng buông tiếng thở dài, làm theo lời hắn nói đi. Hai người không biết nghiêu hiếu đạo và thiệu bình ba đã giao thủ một lần trong tối, chút chuyện này người ta đã tìm đến, không tiện không làm. Phủ thành Bắc Châu, lục thánh trung dương mắt nhìn cửa thành phía xa, gã đã quay trở về. Cách nhau rất xa, gã không cách nào trực tiếp liên lạc với nhiều Hữu Đạo, về lại đây để tìm hiểu tình hình, liên hệ với người ta. Có điều gã đã dịch dung giả dạng một chút, đóng vai tiểu phu vác củi thuận lợi tiến vào thành, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chạy đến địa điểm liên lạc. Địa lao phủ thứ sử, Thiệu Tam Tỉnh đi vào, tay cầm hộp thức ăn, được người ta dẫn vào sâu bên trong, tới nơi giam giữ Thiệu Bình Ba. Nói này đã được coi là gian tốt nhất trong địa lao, có lẽ vì phải giam giữ Thiệu Bình Ba nên đã được quét dọn sạch sẽ, đệm giường gì đó đều mới, còn đặt một cái bàn, bút mực giấy nghiên cũng không thiếu. Đây cũng là gian duy nhất có cửa thông gió, Thiệu Bình Ba đứng chắp tay, đưa lưng về phía thông đạo của địa lao, im lặng nhìn ánh sáng xuyên qua cửa thông gió. Thiệu Tam tỉnh gật đầu ra hiệu với thủ vệ bảo hộ ngày đêm, lúc này thủ vệ tránh đi, người phụ trách mở cửa nhà lao cũng lui xuống. Thiệu Tam tỉnh đi vào, hộp cơm đặt trên bàn mở ra, sắp rượu thịt ra, đại công tử, bên ngoài mọi chuyện đều ổn, ăn chút gì đi. Chương 328, thư sinh Thiệu Bình ba chợt than thở nói, như hiểu đạo này khó chơi hơn ta tưởng tượng, nếu không trừ khử, tương lai sẽ là họa lớn trong lòng. Thiệu Tam tỉnh, đại công tử chờ tình hình ổn định lại hắn mưu tính cũng không muộn, vẫn nên ăn một chút trước đã. Thiệu Bình ba như đang tự nói, mưu toan thế nào? Không có cơ hội thích hợp, hắn có đầu rút cổ không ra, ta cũng không làm gì được hắn. Lần này rơi vào cái bẫy, ra tay cực mạnh với ta chứng tỏ hắn đã dồn người và tinh lực vào phía ta, ta lại chẳng thể làm được gì hắn. Thiệu Tam tỉnh than nhẹ một tiếng, biết chuyện lần này là đả kích khá lớn đối với hắn ta, là nỗi hận khó tiêu tan, thực sự cũng chịu thiệt lớn, suýt chút nữa đã bỏ mạng, thậm chí bị bước phải giết huynh đệ thủ túc và mẹ kế là đã đủ biết hắn ta quyết tâm như thế nào. Hơn nữa giờ bản thân hắn còn ở trong lao ngục, thân bị giam hãm, hoàn cảnh bị trói buộc, làm sao có thể không hận được. Có điều lão vẫn an ủi, không phải công tử không bằng hắn, mà thân phận địa vị hai người khác biệt, công tử công vụ quấn thân, một ngày trăm công ngàn việc, chuyện trên tay không phải muốn buông xuống là buông xuống tinh lực căn bản không thể dồn hết ở hắn còn hắn thì sao một tu sĩ ăn no rồi không có chuyện gì làm chuyện tu luyện thích buông thì buông có thời gian rảnh rỗi gây phiền phức cho công tử sao ra dĩ nhiên công tử tương đối thiệt thòi rồi thiệu bình ba đây chỉ là nguyên nhân một mặt thôi không thể không thừa nhận người này thật sự có năng lực nếu còn không chịu chấp nhận sự thật e là còn phải chịu thiệt lớn rõ ràng hắn đã để mắt tới ta sẽ không bỏ qua thiệu tam tỉnh, công tử, vẫn nên nhét gì vào bụng cái đã. Nếu vì hắn mà không nuốt trôi cơm thì mới thua thật đấy. Thiệu bình ba yên lặng một chút, quay người đi tới, ngồi bên cạnh bàn, nhận đôi đúa, lại lộ vẻ nặng nề tâm sự, trầm ngâm nói ta thân hãm nơi đây sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lòng nhân tâm của đám người dưới. Trước khi xác định băng tuyết các có nhúng tay vào hay không, đại thiện sơn vì giữ đường lui cho mình và tránh hiểm nghi, những tu sĩ kia sẽ không nghe theo điều động của ta thương triều tông và nghiêu hữu đạo quan hệ dây dưa không rõ, cũng không dễ động vào. Đây chính là lúc ta yếu thế nhất, khó đảm bảo nghiêu hữu đạo sẽ không nhân thời cơ này tấn công, ta cần có nhân thủ có thể tin chạy, lập tức thông báo tô chiếu, dẫn người chạy tới với tốc độ nhanh nhất để phòng vạn nhất. Thiệu tam tỉnh trong lòng thầm than, đại công tử giống lâm đại địch như vậy xem ra không phải kiêng kỵ bình thường vị kia, thân ở trong địa lao phủ thứ sự, cao thủ nhiều như mây bảo vệ mà vẫn không có cảm giác an toàn, có điều cũng có thể lý giải, những đối thủ đã gặp chưa ai khiến công tử phải thua thiệt lớn như vậy. Đại công tử yên tâm, chuyện vừa xảy ra lão nô đã lập tức liên hệ trước với Tô Tiểu Thư, Tô Tiểu Thư nghe nói đại công tử xảy ra chuyện chắc hẳn sẽ chạy tới đầu tiên. Thiệu Tam tỉnh một lần nữa trần an một câu, lại đưa tay mời dung, đại công tử, phải ăn no rồi mới có sức. Thiệu Bình ba nghe nói đã sớm thông báo cho Tô Chiếu thì mới yên tâm lại, nâng đũa chậm rãi thưởng thức. Có điều, hai bên mặt hắn ta vẫn còn lưu lại dấu tay của thiệu đăng vân vô cùng bắt mất. Giết mẹ kế, giết hai huynh đệ ruột, trừng phạt thế này đã coi như nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn được nữa. Trong màn đêm, hai hắn tử say về sát vai nhau, bước chân lảo đảo bước đi. Trên đường, một người vịn tường, một người khác nấc ra mùi rượu, lắc lư hỏi, Lý Huynh, sao rồi, say chưa? Người vịn tường cúi đầu khoát tay, mót quá, đi tiểu cái đã, Huynh đi trước đi, chỗ ta biết rồi, sẽ đến sau a à, ha ha, vậy huynh mau đi đi, người kia giọng lè nhè cười ha ha quay người bỏ đi, đợi người này đi xa, hán tử say kia trốn ở góc tường xè xè dần đứng thẳng eo, buộc dây lưng quần lại, đi ra khỏi góc tường nhìn bóng người lão đảo kia đi xa, ánh mắt đã khôi phục sự tỉnh táo, không còn chút men say, chính là lục thánh trung cải trang. Gã quay người bước đi nhanh, biến mất trong bóng tối, quan sát khu vực xung quanh mục tiêu trước rồi nấp trong một tán cây, quan sát từ trên cao. Không lâu sau, Hán tử sau trước đó lắc lư đi tới, đứng ngoài tiểu viện, nắm tay cầm nện vào cửa, hét lên, "Đàm huynh, Đàm huynh." Rất nhanh, cửa tiểu viện mở ra, một nam tử ăn mặc thư sinh, mặt mày thanh tú xuất hiện, trong tay còn cầm thư quyển, trước đó rõ ràng đang còn đọc sách. Nhìn thấy Hán tử say trước cửa, y kinh ngạc nói, "Đường huynh, sao huynh uống say thế này? Mới quen một người bạn, chờ lát nữa sẽ giới thiệu huynh làm quen." Hán tử say cười ha ha, bước qua cánh cửa không cần xin phép. Đường huynh, thư sinh có vẻ hơi bất đắc dĩ, uống tới như vậy còn chạy đến nhà y khiến y rất cạn lời. Thư sinh đi ra cửa nhìn một chút, không thấy người sắp được giới thiệu làm quen đâu. Y lắc đầu lui lại đóng cửa, cùng với động tính gõ cửa trước đó, Lục Thánh Trung ở trên cao thăm dò đã chú ý cẩn thận quan sát bốn phía nhìn xem phải chăng có người ngầm theo dõi xung quanh thư sinh không. Vì sao lại chú ý đến thư sinh này? Chỉ vì lúc Võ Thiên Nam đàm luận thi hỏa với Đảo Yến Nhi để huynh hoang mình rất giỏi thi từ, từng nói đến một chuyện, nói thiệu liếu nhi muội muội thiệu bình ba từng tổ chức một thi từ xã lúc trước y cũng là một thành viên trong thi từ xã kia trong lúc vô tình còn đề cập trong thi từ xã muội muội thiệu bình ba có vẻ có quan hệ không tệ với người tên đàm diệu hiền có điều chỉ hơi đề cập đến thì lập tức ngậm miệng không đề cập nữa hỏi thế nào cũng không chịu nói tiếp lục thánh trung từng làm thích khách lúc trước từng nghĩ cách ám sát nghiêu hữu đạo có thể được nghiêu hữu đạo yêu ái dĩ nhiên là một thích khách ưu tú thân là một tên thích khách ưu tú dĩ nhiên nhảy cảm ý thức được thâm ý khác trong lời nói của võ thiên nam nhưng mà lúc ấy lấy hoàn thành nhiệm vụ nghiêu hữu đạo nhắn nhủ gã làm đầu không nên đánh rắn động cỏ nên không nắm chặt chuyện liên quan đến thiệu liễu nhi không thả chỉ thêm cái tên đàm diệu hiển này vào sau thiệu liễu nhi trong sơ đồ quan hệ nhân vật của thiệu bình ba lần này trở lại một lần nữa nhận nhiệm vụ cân nhắc sơ đồ quan hệ nhân vật của thiệu bình ba tìm kiếm đối tượng ra tay khó thế là ánh mắt gã một lần nữa để ý tới đàm diệu hiển chuẩn bị mò xem người này có chuyện gì xem thử có tìm được sơ hở gì không. cho dù nhưu hữu đạo nói giờ là lúc thiệu bình ba yếu thế nhất nhưng dù sao thành bắc châu cũng ở dưới mắt thiệu bình ba, bảo gã không cẩn thận không được. đặc biệt là sau khi gã biết thiệu bình ba đã tránh thoát một kiếp mà lại tránh thoát một kiếp bằng thủ đoạn độc ác không thể tưởng tượng được đã khiến gã vô thức khắc sâu lời nhưu hữu đạo, thiệu bình ba này thực sự rất nguy hiểm. kể từ đó gã càng thêm cẩn thận. sau khi đàm tới đàm diệu hiền này, gã đã tìm hiểu một chút xung quanh nhà đàm diệu hiền biết Đàm Diệu Hiển ở một thân một mình nhưng vẫn không dám trực tiếp tiếp xúc. Nhìn bề ngoài, Đàm Diệu Hiển này chỉ là người bình thường, nghe nói vốn là thư sinh dạy học, lại có quan hệ không tệ với nữ nhi thứ sử, trong tình huống chưa được xác định rõ, Lục Thánh Trung không thể không cảnh giác. Thế là trong tình huống gã chưa vội tiếp xúc với trọng tâm trước mà ra tay từ vòng ngoài tương đối an toàn, âm thầm mày mò, tìm đến một bằng hữu của Đàm Diệu Hiển, nghĩ cách vừa gặp đã quen, uống say khướt, mượn kẻ say rượu lắc lư này đến tìm Đàm Diệu Hiển. Để người này tới tìm đàm diệu hiển dĩ nhiên không phải là mục đích, mà chỉ muốn mượn cơ hội quan sát một chút, nhìn xem đàm diệu hiển có phải là người bình thường thật không, xung quanh có người theo dõi không, đặc biệt là tu sĩ. Cho dù theo nghiêu hiểu đạo nói, thế thiệu bình ba lúc này rất yếu, ngay cả hán tử say cũng nói đàm diệu hiển là người bình thường nhưng gã vẫn giữ vững cẩn thận cao độ. chương 329, Uổng là người đọc sách một Quan sát một hồi lâu, thấy không có gì dị thường lúc này lục thánh trung mới yên lòng, trượt xuống từ trong tán cây, mượn chân tường trong bóng tối lặng lẽ rời đi. Lúc trở lại đã đường hoàng xuất hiện trên con đường, tay còn cầm rượu thịt đóng gói đem tới. Trước đó đã nói với hán tử say sẽ tới sau, gã quan sát lâu như vậy tốn không ít thời gian, đi mua thịt rượu cũng là lý do thoái thác. Đến gõ cửa đàm ra, chỉ chốc lát sau, đàm rượu hiền khuôn mặt thanh tú ra mở cổng, nhìn thấy người xa lạ trước cổng, ánh mắt nghi ngờ, hỏi, huynh là. Lục Thánh Trung mỉm cười nói, là đàm huynh sao? Tại Hạ Lý Cát, đường huynh bảo ta tới đây, nói là muốn giới thiệu cho chúng ta làm quen. Ồ, đàm diệu hiển sững sờ, nghe vị kia thuận miệng nói như vậy cứ nghĩ là lời say, không ngờ lại có người tới thật. Thư sinh cấp bậc lễ nghĩa không kém, tranh thủ chắp tay chào. Hóa ra là Lý Huynh, mở to cửa mời vào, cũng chẳng có vấn đề gì cần nghi ngờ, nhà y cũng chẳng có tài vật gì đáng giá lo kẻ xấu ngấp nghé. Sau khi người đi vào, đàm diệu hiển đóng cả lại, nhiệt tình mời khách vào sảnh ngồi.